là chị này trong thực tế. Nào bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Tôi là tiến sĩ bác sĩ Vũ Duy Kiên đây. Rất vui chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của tôi. Khi nói đến độ nhạy và độ đặc hiệu có nghĩa là chúng ta đang nói đến một cái test chẩn đoán. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng một cái test chẩn đoán nào đó để xác định xem đối tượng có mắc bệnh hay là không. Ví dụ như là bạn sử dụng cái test để xác định là có mắc COVID-19 hay không, hoặc là bạn sử dụng các cái test để chẩn đoán là có thai hay không, đúng không? Trước khi mà đi xa hơn, chúng ta cần có định nghĩa về chúng. Đầu tiên đó là độ nhạy, trong tiếng Anh có nghĩa là sensitivity, được định nghĩa là xác suất cho kết quả dương tính trong nhóm bị bệnh. Tiếp đến là độ đặc hiệu, trong tiếng Anh là specificity, được định nghĩa là xác suất cho kết quả âm tính trong cái nhóm mà không mắc bệnh. Định nghĩa có vẻ hơi khó hiểu một chút, nhưng tiếp sau đây khi đưa vào bảng, chúng ta sẽ thấy nó dễ hiểu hơn rất nhiều. Đây là một cái bảng 22 mà chúng ta dễ dàng có được. Theo cột dọc được thể hiện là nhóm có bệnh với dấu cộng và không bệnh thì với dấu trừ. Tương tự theo hàng ngang thì hàng trên có nghĩa là test cho kết quả dương tính và hàng dưới có nghĩa là test cho kết quả âm tính. Chúng ta có thể điền các giá trị là A, B, C, D vào các ô tương ứng với các giá trị mà chúng ta có được. Ở đây, A có nghĩa là trường hợp mắc bệnh và cho kết quả dương tính, hay còn gọi là giá trị dương tính thật. Tiếp theo, giá trị C là số trường hợp mắc bệnh nhưng lại cho kết quả test là âm tính, hay còn gọi là âm tính giả. Tiếp theo, giá trị B là số đối tượng không mắc bệnh nhưng vẫn cho kết quả test là dương tính, hay còn được gọi là dương tính giả. Cuối cùng là giá trị D là số đối tượng không mắc bệnh và test cũng cho giá trị là âm tính, hay còn gọi là âm tính thật. Theo như định nghĩa trong slide trước thì độ nhạy ở đây sẽ được tính là A chia cho A cộng C và độ đặc hiệu sẽ được tính là D chia cho B cộng D. Lúc này bạn đã thấy đơn giản hơn rất nhiều rồi đúng không? Ở đây là một ví dụ chúng ta có thể cùng nhau tính toán. Theo như bảng số liệu này thì chúng ta có thể tính được độ nhạy sẽ là 420 chia cho 420 cộng 80 và chúng ta sẽ có kết quả là 84%. Trong khi đó độ đặc hiệu sẽ được tính là 450 chia cho 50 cộng 450 và cho kết quả là 90%. Bạn có thể tự tính toán xem kết quả có giống như tôi không? Lúc này thì chúng ta sẽ có thể nói rằng là cái test này thì có độ nhạy là 84% và độ đặc hiệu là 90%. Trên đây là tôi hướng dẫn bạn tính độ nhạy và độ đặc hiệu. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về việc áp dụng cái test này vào thực tế nó sẽ như thế nào. Như đã tính ở trong phần trước, chúng ta sẽ có độ nhạy là 84% và độ đặc hiệu là 90%. Giả sử chúng ta sẽ sử dụng test này cho 1 triệu người và giả sử rằng tỷ lệ mắc bệnh trong cái nhóm đối tượng này sẽ là 1%. Lúc này chúng ta có thể dễ dàng tính được số người hiện mắc bệnh đó là 10.000 người và có 990.000 người là không mắc bệnh. Với trường hợp này thì chúng ta có thể tính ngược lại các giá trị có thể xảy ra khi chúng ta sử dụng bộ test chẩn đoán này. Với độ nhạy là 84% thì trong số 10.000 người mắc bệnh thì sẽ có 8.400 người có xét nghiệm dương tính và còn lại là 1.600 người là có kết quả âm tính. Tương tự, chúng ta cũng sẽ có 99.000 người không mắc bệnh nhưng mà lại cho kết quả là dương tính và có 891.000 người không mắc bệnh và cho kết quả là âm tính. Khi tính xong, chúng ta nhìn lại và sẽ thấy có tới 1.600 trường hợp thực sự là có bệnh nhưng mà lại cho kết quả test là âm tính. Nếu lấy ví dụ là COVID-19 thì chúng ta hiểu rằng là có tới 1.600 trường hợp mắc bệnh nhưng mà không được phát hiện ra và nó sẽ tiếp tục lây nhiễm trong cộng đồng. Ngược lại, chúng ta cũng sẽ có tới 99.000 trường hợp không nhiễm COVID nhưng vẫn có xét nghiệm dương tính. Điều này sẽ dẫn tới những trường hợp này sẽ bị cách ly hoặc là bị xử lý giống như những người bị mắc bệnh. Chúng ta tiến xa hơn một chút, đó là giả định tỷ lệ mắc bệnh trong đối tượng xét nghiệm đó là 5%. Lúc này chúng ta sẽ thấy số lượng âm tính giả đã tăng lên đáng kể, cụ thể là đã lên tới 8.800 người. Như vậy, chúng ta có thể hình dung được là cái vấn đề khi sử dụng cái test chẩn đoán này. Bây giờ chúng ta sẽ giữ nguyên tỷ lệ mắc là 5% và sau đó thử tăng độ nhạy và độ đặc hiệu lên. Lưu ý là độ nhạy và độ đặc hiệu bằng 100% thì chỉ có trên lý thuyết thôi. Còn khi sử dụng ngoài thực tế thì với các lý do khác nhau, ví dụ như cách lấy mẫu hoặc là các đặc tính khác nhau của đối tượng, khiến cho độ nhạy và độ đặc hiệu sẽ không bao giờ đạt được 100%.
Giả sử như chúng ta có một cái test chẩn đoán rất là tuyệt vời với độ nhạy của đồ đặc hiệu cùng là 99%, lúc này chúng ta sẽ thử tính toán xem là chúng ta sẽ có kết quả như thế nào. Và ở trên slide này thì tôi đã tính toán rồi, và lúc này chúng ta có thể nhìn thấy là cái số lượng mà âm tính giả và dương tính giả nó đã giảm đi rất là nhiều. Hy vọng cho đến đây bạn đã hiểu cách tính độ nhạy của đồ đặc hiệu, đồng thời đã phần nào hiểu được các cái ứng dụng trong thực tế. Bây giờ tôi sẽ dừng cái video này ở đây và hẹn gặp lại bạn trong các video tiếp theo của tôi. Nếu bạn có câu hỏi gì thì hãy để lại trong phần comment ở phía dưới. Không nghe gì cả thầy ơi.
Alo alo, em nghe được chưa? Dạ Dạ nghe được thế. Hôm qua điện thoại thì hôm nay đó thì chủ yếu đó tôi tập trung tôi dạy cho quý vị là về mấy cái cách để mình mà xử lý số liệu ha. Thứ nhất là cái cách lấy mẫu, ước tính cơ mẫu. Thứ hai là chúng ta so sánh giữa hai cái phương pháp chẩn đoán ha, để đánh giá cái độ chính xác của nó thông qua cái độ nhạy, độ đặc hiệu như cái video clip gì rồi nó chị. Cái thứ ba nữa là đánh giá cái yếu tố nguy cơ nó ảnh hưởng tới cái sự tăng hay là nó giảm cái số ca mắc bệnh ở đây. Và cuối cùng đó thì hướng dẫn cho mấy em sử dụng phần mềm để tính toán được cái xử lý thống kê. Là tôi biết cái xử lý thống kê là thường đa phần anh em ở đây là chưa biết sử dụng nha. Thì với cái phần mềm mà tôi sẽ hướng dẫn ở đây thì nó rất là dễ, cực kỳ dễ, cộng thêm những cái bài bài tập đó tôi đã hãy cho mấy em rồi đó, một cái đề tài về nghiên cứu về đặc điểm dịch tễ đó ha, của cái bệnh trên mèo vậy đó. Thì hồi tôi sẽ thấy rồi mấy em về mấy em mở sử dụng mấy cái phần mềm đó để sử dụng thử. Thì đầu tiên mình nói về cái ước tính cơ mẫu ở đây. Thì mấy em khi mà chúng ta điều tra một cái dịch bệnh trên một cái đàn lớn, có thể là vài trăm con, thậm chí vài ngàn con hay là vài chục ngàn nha, như trong một cái chạy gà chẳng hạn, để chúng ta khảo sát coi cái tỷ lệ mắc bệnh cầu trùng của nó chẳng hạn. Thì trong một cái chạy gà nó cỡ vài chục ngàn con thì chúng ta không thể lấy mẫu phân của từng con gà để về chúng ta kiểm tra coi nó có nhiễm cầu trùng hay không, do mình không đủ kinh phí, không đủ người cũng như không đủ thời gian để thực hiện. Do đó thì thường mình sẽ lấy một cái phần đại diện của nó mà người ta gọi nôm na là mẫu ha. Nên ở đây đó thì tôi giới thiệu cho mấy em cái cách lấy mẫu, lấy như thế nào để mang tính chất đại diện cũng như là cái tính cơ mẫu. Chứ nếu mà chúng ta có đủ kinh phí, đủ nhân lực, đủ thời gian thì chúng ta khảo sát hết trơn thì cái điều đó quá tốt rồi, nhưng rất là khó ha. Như đây trong cả một cái quần thể lớn rất là nhiều, người ta sẽ lấy những ra một cái số lượng nhỏ gọi nôm na là cái mẫu để đại diện cho cái quần thể lớn ở đây nha. Tất nhiên cách lấy thế nào để cho mang tính chất đại diện thì giống tôi nói là muốn nghiên cứu ở trên một cái đàn gà có mắc bệnh cầu trùng hay không nha, cầu trùng hay không, thì chúng ta có thể nghiên cứu ở trong một cái trại hoặc trong một huyện, một xã hay là một tỉnh đi chứ. Nên, tuy nhiên nó vẫn còn lớn quá thì chúng ta phải rút ra cái nhóm đại diện để mình lấy, thì gọi đó là mẫu. Trong cách lấy mẫu ở đây đó chúng ta có hai cách lấy. Thứ nhất là lấy mẫu ngẫu nhiên, người ta gọi nôm na là lấy mẫu xác suất á, có nghĩa là tất cả các cá thể trong cái quần thể đó đều có cơ hội được lấy khảo sát như nhau. Rồi cách lấy thứ hai người ta gọi là lấy mẫu phi xác suất. Ở đây có nghĩa mình lấy theo cái ý đồ của mình ha, để cho nó thuận tiện.
Đó, mình lấy theo cái thực tiễn của mình, hoặc là mình có khi là vô trong cái đàn gà, thay vì mình lấy mẫu ngẫu nhiên là với theo xác suất ở đây đó thì mang tính chất đại diện, thì mình vô trong cái trại gà mình lựa những con nào có dấu hiệu mình nghi nó bị mắc bệnh cầu trùng mới lấy nha. Ở đây tôi giới thiệu sơ cho mấy em nắm cái cách lấy mẫu. Đầu tiên là chúng ta đề nghị lấy mẫu ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên có nghĩa là lấy mẫu xác suất tất cả các cá thể trong cái quần thể đều có khả năng được lựa chọn như nhau, có khả năng được lựa chọn như nhau. Thì trong lấy mẫu ngẫu nhiên này có thể lấy mẫu ngẫu nhiên đơn giản, lấy mẫu theo nhóm, lấy theo hệ thống, lấy theo cụm, và lấy hoặc là ta phân theo nhiều tầng đó. Thứ nhất là lấy theo mẫu đơn giản, lấy mẫu đơn giản thì ví dụ như là trong một cái quần thể nè ha, quần thể này nó có 100 con hay 100 con heo chẳng hạn, mà chúng ta sẽ chọn ra một cách ngẫu nhiên ví dụ như 10 con, thì cách chọn này có thể chúng ta đánh, có thể đánh số từ 1 cho tới 100, rồi chúng ta rút ra nên giống như chơi lô tô vậy, rút được số nào thì hay số đó đó. Thì cái cách này mình gọi là chọn mẫu ngẫu nhiên. Cái cách này đó ha, mấy em cũng có thể là mình cũng có cái phần mềm thì cái phần mềm này đó thì trong cái bài tôi cũng đã có chỉ cho mấy em rồi ha. Mấy em có thấy, mấy em có thấy cái phần mềm này chưa? Alo, có thấy được phần mềm này không? Các em có thấy phần mềm này không? Có cái phần mềm này nè. Cái phần mềm này nó nằm trên, mình có thể cài về cái điện thoại của mình ha, mấy cái điện thoại của mình, ví dụ như mình tạo lập cái số ngẫu nhiên nè, dắp vô đây tạo lập số ngẫu nhiên, số lượng mình lấy, tôi lấy ví dụ như mình lấy càng lấy là 10 mẫu ha, trong khi cái tổng đàn nó tới là 100, mình có con số số nhỏ nhất là mình đánh số 1, số trên là đánh số 100 ha, rồi mình nhấp vô cái kết quả nó sẽ hiện lên khoan trăm, mình nhấp vô kết quả thì nó hiện lên những con số ngẫu nhiên này, ví dụ như lấy cái con là có ký hiệu là số 7, số 9, số 10, 23 của 22, 31, 60, 65, 82, 90. Có là cái cách, có lại cách để mình lấy, có là cái cách để mình lấy nha, hoặc là mấy em rút giống như lô tô nhưng mà tôi đề cập. Lô tô coi như là cách mình đánh nha, đánh số rồi mình rút ngẫu nhiên giống như mình chơi lô tô vậy đó. Cách lấy mẫu thứ hai là ta chia theo nhóm, có những cái nhóm lớn người ta hay chia theo đực theo cái, ví dụ như ở người mình ta sẽ chia theo nhóm máu A, nhóm máu B, nhóm máu O, nhóm máu AB chẳng hạn, và trong mỗi một cái nhóm nè người ta sẽ chọn ra một cái đại diện, chọn ra một cái đại diện, thì tất nhiên cái số mỗi trong mỗi nhóm mình sẽ lấy bao nhiêu ha, mình sẽ lấy bao nhiêu thì một hồi mình sẽ có cái công thức để mình tính cái cỡ mẫu. Ở đây mình phân theo nhóm, có thể chia theo giới tính, đực cái, có thể chia theo ví dụ như trong cái đề tài mình của mình là động vật đó, có thể chia theo cái nhóm như là nó nuôi nhốt, nhóm nuôi thả, có thể chia theo cái độ tuổi, ví dụ như tùy tùy vào từng cái bệnh mà mình nghiên cứu, mình phải chia theo từng cái nhóm độ tuổi và phương thức nuôi, là nguồn gốc con giống, rồi có tiêm phòng vaccine hay không tiêm phòng. Nó mình chia theo từng nhóm nữa để mình tính. Cái cách thứ ba là ta lấy mẫu theo hệ thống, thì lấy mẫu theo hệ thống này nó cũng giống như là lấy mẫu ngẫu nhiên hồi nãy, nhưng
ở đây nó được sắp xếp theo một trình tự nhất định. Ví dụ ở đây mình thấy có 50 người, 50 người ha. Và người ta sẽ lấy chọn ra 10 người, chọn ra 10 người chẳng hạn. Thì ở đây mình thấy ví dụ như là nó chia theo cái cơ số 5 ha, theo chia số 5 thì chúng ta sẽ chọn lấy cái người số 5, số 10 ha, 15, 20. Bây giờ đó có thể thì cái này nó khác với lấy mẫu ngẫu nhiên hồi nãy là khoảng cách giữa các con số nó bất chợt, có thể số 1 và tới số 2 rồi nhảy lên số 5 hay rồi xuống số 7, nghĩa là khoảng cách không có nhất định. Còn lấy mẫu mà theo hệ thống này nên thì mình sẽ chia theo, chẳng hạn như là mình lấy mẫu là những con số chia hết cho 2, chia hết cho 3, chia hết cho 4, chia hết cho 5 chẳng hạn, như trong trường hợp này thì khoảng cách ở đây mình thấy nó rất là đều nhau, khoảng cách rất là đều nhau đó. Các em nhìn thấy đây là khoảng cách nó rất là đều nhau. Thì cách này mình gọi nôm na là lấy mẫu theo hệ thống đó. Ví dụ như đây này ha, cậu anh này với anh này khoảng cách nhau là 2 người, cứ vậy đó, khoảng cách giữa các cá thể là bằng nhau và mang tính chất quy luật. Ở đây mình có thể lấy để mình đánh số và mình chia hết, rồi mình chọn những cái con số mình muốn chọn là những con số chia hết cho 2, chia số chia hết cho 3, cho 4, chia 5, chia 6, chia 7 tùy mình đó. Còn lấy mẫu chia theo cái cụm ở đây thì có thể nha, có thể tôi lấy ví dụ như mình khảo sát nha cái bệnh dịch tả heo châu Phi ở Việt Nam, có thể mình chia ra thành ba cái cụm, ba cái vùng như miền Bắc, miền Trung, miền Nam, và mỗi cái vùng mình sẽ lấy bao nhiêu đó thì mình có con số nha. Thì người ta chia theo từng cụm vậy đó nha, theo từng vùng. Hoặc là tôi khảo sát những cái đề tài ví dụ như là cái bệnh cúm gia cầm trên con vịt đi, thì tôi có thể chia ở đồng bằng sông Cửu Long, tôi có thể chia ra ba vùng sinh thái: nước mặn, nước ngọt hay nước lợ đó, để mình lấy. Thì cách này người ta gọi là lấy mẫu theo cụm. Còn ở đây lấy mẫu theo phân tầng có nghĩa là thường thì người ta sẽ phân ra, ví dụ như tôi làm một cái đề tài như là cô Thảo mà dạy bệnh chó mèo cho các bạn đó ha, hay là bệnh nội khoa đó, thì cô làm cái đề tài về cái bệnh tiểu đường trên chó tại thành phố Cần Thơ, thì cô mới tách ra ha, những cái quận huyện nào được coi là nông thôn, những cái quận huyện nào được coi là thành thị. Trong mỗi quận nông thôn đó, thì cô chọn bao nhiêu xã, trong mỗi một xã thì cô chọn ra bao nhiêu ấp ha, ở thành thị thì chỉ chọn ra bao nhiêu phường, mỗi phường thì chọn bao nhiêu khu vực nè, mỗi một khu vực là chọn bao nhiêu chó mè dân dân. Thì cái này mình phân ra thành nhiều tầng mắt vậy đó, mình gọi là chọn mẫu theo cách phân tầng hoặc chia tầng. Thì thực sự là thằng này đó cũng thể cũng giống na ná với cái thằng chia thành cụm, nhưng mà cái chia tầng ở đây đó thì mình hiểu là từ cái tầng trên rồi đi dài xuống tầng dưới, từ cấp tỉnh thành phố xuống cấp quận huyện tới cấp phường xã ha, tới cấp khu vực cấp ấp, rồi mới tới các hộ chăn nuôi, đối tượng chăn nuôi đó. Thì đó là gọi là phân tầng. Còn cái trường hợp lấy mẫu thứ hai mình gọi là lấy mẫu phi xác suất. Phi xác suất ở đây có nghĩa là những cái cá thể trong quần thể nó được lấy, có khi nó không mang tính chất đại diện, có khi nó tiện cho người lấy mẫu. Ví dụ như tôi muốn khảo sát cái sự lưu hành của con virus virus cúm gia cầm thì coi nó có tồn tại ngoài môi trường tự nhiên hay không ha. Thì thay vì mình lợi các hộ chăn nuôi gia cầm gà vịt ha, để mình lấy mẫu mẫu phân nó chẳng hạn ha, hoặc là dịch hầu họng nó, mẫu swab đó, để mình kiểm tra coi nó có mang vào bài thải virus cúm hay không, thì mình lại thì thường mấy anh thú y của mình đa phần ảnh vô mấy cái chợ mà buôn bán gia cầm sống anh lấy, anh nó nhốt sẵn rồi lấy rồi, còn lại nhà người ta khi ngược đuổi ha, hoặc chạy ra ngoài đồng để mà lấy rất là khó. Còn lấy mẫu chủ kiến là lấy mẫu theo ý đồ của mình muốn đi tìm cái bệnh ha,
như bệnh cầu trục chẳng hạn, mình vô cái chạy gà của ta mình nhìn thấy những con nào nó gầy ốm, tiêu chảy, phân cứ gà sát ha, mình lấy đó. Thì ở đây cái nói chung là lấy mẫu này gọi là mẫu phi xác sức, có nghĩa là các cá thể nó lấy là theo cái ý đồ của mình để cho nó tiện cho cái người lấy mẫu, là theo cái ý đồ của người lấy mẫu là ta muốn tìm cái con bệnh ha. Nên do đó trong các đề tài nghiên cứu về cái tỷ lệ nhiễm, tỷ lệ bệnh dân dân, nhiều lúc mình thấy cái kết quả có khi nó rất là khác nhau, thì cũng là do cách lấy mẫu. Bởi vì nếu mà em lấy mẫu mà em khảo sát, em lấy mẫu theo cái ngẫu nhiên thì cái tỷ lệ bệnh nó sẽ chia đều trong quần thể thì thường nó thấp. Còn lấy mẫu mà mình lựa những con mà mình nghi bệnh rồi mới lấy thì chắc chắn rằng là cái tỷ lệ nhiễm hay tỷ lệ bệnh nha của cách lấy mẫu mà phi xác sức này nó sẽ cao hơn, nhất là lấy mẫu chu kiến nó sẽ cao hơn so với mình lấy mẫu ngẫu nhiên. Nên đôi lúc là cái cách lấy mẫu khác nhau nó cũng dẫn đến kết quả nó khác nhau đó. Nên khi các bạn làm các đề tài nghiên cứu về tỷ lệ nhiễm, tỷ lệ bệnh dân dân, tỷ lệ chết, thì có khi là do cái cách lấy mẫu mình nó khác với cách lấy mẫu của ta thì kết quả nhiều lúc nó cũng sẽ khác nhau. Rồi bây giờ tới cái lấy bao nhiêu đó, trong một cái điều tra cắt ngang để mình khảo sát, mình tính ra được cái tính cái tỷ lệ nhiễm và tỷ lệ bệnh nó ha. Thì ở đây lấy mẫu người ta có công thức tính dịch tễ, tính cơ mẫu theo yêu cầu. Và trong cái công thức tính này đó thì thường là chúng ta không cần biết cái tổng đàn nó là bao nhiêu. Tổng đàn nó có thể là 1.000, 5.000, thậm chí cả triệu con, mình cũng không cần biết nha. Thì chúng ta áp dụng công thức này. Với công thức này đó, cái chữ P để ở đây có nghĩa là cái tỷ lệ dương dương tính dự đoán. Cái tỷ lệ này, tỷ lệ nhiễm này, tỷ lệ bệnh này là thường các nghiên cứu trước đây trong và ngoài nước người ta đã có cái số này rồi, mình sẽ gáp vô. Cái D này là độ tin cậy của cái phương pháp nghiên cứu của mình gọi độ tin cậy của cái thiết kế nghiên cứu của mình đó, hay là cái khoảng sai lệch mình cho phép, thì thường nó sẽ dao động ở cái khoảng từ 1 cho tới 5%, và ta thường hay chọn con số 5%. Còn Z này là cái giá trị phân phối chuẩn, là cái độ tin cậy á. Cái độ tin cậy thường mình chọn là cái độ tin cậy ở đây nè, tại mấy cái này nó liên quan tới cái thống kê thì không bao giờ có cái tin cậy hay là chính xác 100% nha. Nên cái độ tin cậy thì người ta thường cho nó dao động khoảng độ tin cậy 90, 95 hoặc 99%, và thường hay thay chọn con số giữa là chọn 99%. Mình chọn 99% thì cái giá trị Z này theo cái giá trị phân phối chuẩn thì nó sẽ nằm ở 1,96, mình gáp vô công thức rồi mình tính đó. Đây là cái cỡ mẫu, đây là hệ số tin cậy ha, hệ số tin cậy thì tùy mình, có khi mình sẽ chọn nó rồi cho cậy 90%, 95% ha, 99%, thì nó sẽ hiện ra cái con số như 95 thì nó ra hiện ra con số là 1,96. Bây giờ còn cái B này là tỷ lệ mắc bệnh ước đoán, là dựa trên các nghiên cứu khảo sát trước đây ngay trong và ngoài nước. Nếu cái bệnh nó mới quá thì trong nước chưa có thì mình đọc cái tài liệu nước ngoài để mình câu cái tác giả ABCD gì đó, người ta báo là ta đã khảo sát cái bệnh này ở ở nước của ta thì ra là một cái tỷ lệ bao nhiêu, mình ghép vô. Còn D này là cái gì, là cái khoảng sai lệch. Thì tôi thường tôi nói là khoảng sai lệch là từ 10 tới 1%. Khoảng sai lệch 10 ở đây có nghĩa là 0,1 ha, còn khoảng sai lệch 1% có nghĩa là 0,01, và thường chúng ta hay chọn là khoảng sai lệch 5% là 0,05. Còn cái mức ý nghĩa thống kê ở đây là cái gì, nếu mà chúng ta chọn cái độ tin cậy là 95% thì sai số cho phép là 5%, nên khi mà chúng ta xử lý thống kê nó phải nhỏ hơn hoặc bằng 0,05 thì mới khác biệt, mới có ý nghĩa mà thống kê. Có ý nghĩa khác biệt gì mà thống kê, nghĩa là gì, là trong cái tổng đàn khảo sát ha, như cả một mình khảo sát bệnh cầu trùng trên cả một cái trại gà hoặc cả một cái quần thể gà tại huyện Phong Điền của thành phố Cần Thơ chẳng hạn, tổng cái số gà của nó có thể là nó 100.000 con, thì mình ở đây mình chỉ lấy khoảng vài trăm con mình khảo sát thôi, chỉ lấy vài trăm con mình khảo sát thôi, và kết quả mình có được và mình xử lý thống kê
nếu mà nó nhỏ hơn hoặc bằng 0.05 với cái độ tin cậy 95%, có nghĩa là khác biệt này nó có ý nghĩa gì mà thống kê thì mai mốt khi mình chúng ta làm lại cái đề tài này ha, với cỡ mẫu nó khác thì kết quả nó vẫn y như vậy. Chẳng hạn như là cái con gà mà nuôi nuôi thả nó mắc bệnh nhiều, gà nuôi nhốt ha, cái con gà ở chuồng kín nó mắc bệnh nhiều hơn con gà ở chuồng thở ha, và con gà ở chuồng sàn nó ít mắc bệnh hơn con gà mình thả dưới đất. Thế vậy nó thì cái kích thì nếu mình khác biệt nó có ý nghĩa gì mà thống kê, thì những cái kích những nghiên cứu sau này thì nó cũng y như vậy đó. Thì tôi mới tổng kết cho mấy em ở đây ha, ví dụ như với độ tin cậy 99% có nghĩa sai số thì giá trị Z là 1,645, và khi mình xử lý thống kê nó phải nhỏ hơn. Tôi đang ngay bị ngược rồi, chỉnh cái này lại luôn đi. Chín thì ở đây phải 0.01, 915 là đây sai số cho 5% là phải 0.05, ở đây đây 90% là sai số là cho tới 10%, vậy nó phải 0.01. Thì tùy chúng ta chọn mà giá chọn cái độ tin cậy mà cái giá trị Z nó sẽ thay đổi ha. Chúng ta chọn cái độ tin cậy 95% mình hay chọn đó, thì giá trị Z này gáp với công thức đó, thì nó sẽ 1,96. Khi mình xử lý thống kê đó thì cái giá trị B thì cái thống kê nó phải nhỏ hơn hoặc bằng 0.05, bởi vì mình cho cái độ tin cậy 95% nên mình chấp nhận cái sai số là 5%, tương ứng với nếu bỏ cái phần trăm đi là 0,05. Còn bây giờ tôi lấy một cái ví dụ để cho mình dễ tính nè ha. Quý vị ngồi ở nhà, quý vị có cái ba máy tính đó, thì quý vị tính luôn cũng được, còn mấy là quý vị vô cái phần mềm mà nãy tôi chỉ quý vị tính cũng được. Ví dụ như một tôi là một chủ một cái trại chăn nuôi heo, tôi muốn xác định cái tỷ lệ mà heo nó còi cọc nè, còi cọc ở trong cái trại của mình là bao nhiêu nè, và ở đây tôi áp dụng kỹ thuật là lấy mẫu ngẫu nhiên, vậy thì mình sẽ chọn bao nhiêu con heo trong cái trại này ha. Bây giờ mình không biết là tổng cái đàn heo ở trong cái trại này hoặc là trong cái quyển này là bao nhiêu, người ta chỉ cho mình biết rằng là cái tỷ lệ mà còi cọc mà nghiên cứu trước đây đó là 30%, cho cái độ tin cậy 95% và sai lệch 500, thì chúng ta chỉ cần gáp cái công thức ha, 95% có nghĩa là cái hệ số Z này là 1,96, tỷ lệ mắc bệnh trước đây là 30% có nghĩa là 0,3, khoảng sai lệch người ta cho 5% có nghĩa là 0.05 ha. Mình ghép mấy con số này thì mình tính ra được cái giá trị N này, cái cỡ mẫu mình khảo sát có mình cần kiểm tra là 323 con heo. Còn nếu mà cái tổng đàn nó nhỏ, tổng đàn nó nhỏ và cái sai số mình biết nè, thì mình có thể ước tính cái cỡ mẫu theo công thức n nhỏ, lấy bao nhiêu mẫu để kiểm tra nè, bằng n lớn chia cho 1 cộng n nhân với cái e e là cái sai số á, hay là trong bên công thức bên kia nó là cái d đó, thì mấy em cũng gáp vô công thức. Ví dụ như trong một cái trại nó có 200.000 con heo, 200.000 con heo, độ tin cậy là ta cho 95%, sai số ta cho 500, vậy thì cỡ mẫu chúng ta gáp vô đây 2.000 con chia cho 1 cộng với 2.000 nhân cho 0.05 lũy thừa 2, thì chúng ta cũng ra là con số 333 con heo mình cần phải kiểm tra. Nên nhớ mấy con số này không phải là con số chính xác, nên người ta gọi là ước tính cái cỡ
cái cỡ mẫu. Có nghĩa là mấy em điều tra tối thiểu mình phải phải khảo sát tối thiểu là cái con số này trở lên, càng nhiều thứ càng chính xác, nhưng mà lấy ít hơn là không được. Nhưng ước tính cỡ mẫu, ước tính cỡ mẫu là cái cỡ mẫu mình lấy tối thiểu để mình kiểm tra theo công thức này nó phải từ bao nhiêu để trở lên nha. Mà chúng ta lấy nhiều hơn thì càng tốt, mà lấy ít hơn là không được, nó không đủ, không đủ số lượng về mặt thống kê để đại diện cho cái quần thể đó. Đó là cái công thức để tính. Ngoài ra chúng ta có cái công thức thứ hai là ước tính cỡ mẫu để phát hiện bệnh, để phát hiện có bệnh hay không đó, hay là phát hiện có sự lưu hành của nó hay không. Chúng ta thường sử dụng trong cái trong các chương trình là giám sát bệnh, chẳng hạn giám sát sự lưu hành của virus cúm gia cầm, giám sát sự lưu hành của cái bệnh dịch tả heo châu phi, giám sát sự lưu hành của virus lở mồm long móng, hay là ở bên y tế người ta cũng làm cái giám sát sự lưu hành của con COVID-19. Và ở đây cái cỡ mẫu này ở đây mục đích là chúng ta áp dụng cỡ mẫu này để chúng ta phát hiện làm sao trong cái nhất cái mẫu, trong cái số mẫu N này chúng ta lấy ít nhất phải có một con hay là một người là có nhiễm, có bệnh, có nhiễm. Thì công thức này ha, thì công thức này nó đòi hỏi phải biết cái tổng đàn là N ha. Và ở đây là số mẫu cần lấy. B1 là xác suất để phát hiện được bệnh ha. Thì thường chúng ta cũng chọn là B1 này là 95%. Cái D, D là gì? Là số con mắc bệnh. Số con mắc bệnh này thì nó bằng cái tổng đàn nhân với tỷ lệ mắc mà dự đoán ha. Dự đoán có nghĩa là dựa vào các nghiên cứu trước đây đó, rồi N là tổng đàn. Thì tôi lấy ví dụ như là có hai trong một cái đàn bò có 200 con, mình muốn giám sát sự lưu hành của con virus lở mồm long móng để phát hiện coi nó có hay không này ha. Độ tin cậy ha của phương pháp nghiên cứu là 95% ha. Rồi tỷ lệ mà mắc bệnh trước đây, những cái nghiên cứu trước đây là ta chỉ ra rằng là trong cái đàn đó thì thường có 5% nó bị nhiễm. Vậy thì D nó bằng 5% nhân với tổng đàn 200 con bò, nó ra được con số 10. Gáp vô công thức này ở trên đây thì chúng ta ra được là 51 mẫu. Có nghĩa là chúng ta phải kiểm tra trong 200 con bò này thì chúng ta phải lấy ít nhất là 51 con để chúng ta kiểm tra, để hy vọng có thể phát hiện được ít nhất trong đó có một con có nhiễm bệnh. Cái công thức này chủ yếu là để phát hiện bệnh, phát hiện nên cái cỡ mẫu của công thức này N này lúc nào nó cũng nhỏ hơn cái cỡ mẫu của cái công thức này. Công thức này là để giám sát cái tỷ lệ nhiễm trong đàn, tỷ lệ bệnh trong đàn ha. Còn cái công thức kia đó là để chỉ không, còn cái công thức này là chỉ cần giám sát sự lưu hành, hay mình gọi một cách đơn giản là để phát hiện được có ít nhất là một cái mẫu hay là một cái con, là một cái người bị mắc bệnh trên tổng số mẫu mình lấy. Nên thường cái N này nó sẽ nhỏ hơn N kia. Rồi bây giờ vậy nè, liên quan tới cái này đó thì chúng ta trong cái ngành nông nghiệp của mình á, bộ nông nghiệp á, ổng có cái thông tư là 07/2016 nha. Cái thông tư này để ổng quy định về phòng chống dịch bệnh. Trên cái thông tư này nó có cái thằng phụ lục để hướng dẫn cái cách lấy mẫu, ước tính cái cỡ mẫu. Bởi vì mỗi một tỉnh thành hay một địa phương mấy ổng áp dụng cái công thức rồi mấy ổng cho đủ thứ số cho nó rối, thì ổng mới gác công thức luôn. Đây là công thức thứ nhất của mình nè ha, để đánh giá tỷ lệ bảo hộ hay là đánh giá tỷ lệ nhiễm đó. Thì ở đây ví dụ như sau khi mà tiêm phòng cúm gia cầm rồi, cho gia cầm rồi, thì mình sẽ lấy bao nhiêu mẫu máu đó để mình đánh giá đáp ứng miễn dịch sau tiêm phòng, đánh giá tỷ lệ bảo hộ đó. Và thường một loại vaccine đó cái tỷ lệ bảo hộ nó tối thiểu là phải từ 80% trở lên ha, là vaccine mới đạt yêu cầu đó. Giờ ở đây ông tô đen luôn con số này nè là 80%, sai số ước lượng đó, thì ông cho là chọn là 5% luôn hay là 10%, và cái độ tin cậy ông cũng 95% nè, con số 1,96 nè.
cái sai số D ở đây nè, ông chọn 10% luôn. Và cái tỷ lệ mà có kháng thể bảo hộ đó ông chọn là 80% luôn. Thì số mẫu mà người ta cần lấy 61 mẫu huyết thanh thôi, mẫu máu để kiểm tra kháng thể à. Của một cái đàn, của một cái trại. Vậy đó. Còn bây giờ giả sử mình ghép cái công thức này vô cái bài toán của mình. Hồi nãy có nghĩa là để kiểm tra một cái trên một cái tỷ lệ còi cọc của trong một cái trại heo mà ta không biết cái tổng đàn là bao nhiêu, mà biết rằng trước đây đó, nghiên cứu trước đây đó là nó tỷ lệ còi cọc của nó là 30%, và ông yêu cầu là cái độ tin cậy 95% luôn ha, là mình gắp cái bản này được ha. Và sai số cái D đó ông cho là 5%, vậy thì mấy em chọn nè, đây 30% nè ha, cái độ tin cậy ở trên là 95% rồi, và sai số ước lượng là 500, vậy thì chúng ta cũng lấy được con số là 323. Thay nãy em tính tay nó ra con số này đó, thì bây giờ ở đây mình gắt ngang mình kiểm tra nè là 323. Nên cái cỡ mẫu nó nhiều hay ít nó tùy vào cái sai số mình cho phép. Giả sử sai số mình cho phép nó 10% thì chúng ta chỉ cần lấy 81 mẫu à nha, ở đây nè. Còn nếu mà sai số mình cho là ít nữa, nghĩa là độ chính xác nó cao á, nhưng sai số có 100 à, thì chúng ta phải lấy là gấp, nếu so với 10% mà là chúng ta lấy gấp gần gấp 100 lần, tới 8.067 mẫu lần. Đó. Nó thành ra tùy vào điều kiện kinh tế mà mình có thể chọn cái sai số nhiều hết, là cái cỡ mẫu nó sẽ thay đổi liền. Ví dụ như quay lại đánh giá đáp ứng nhịp sau tiêm phòng ha, mình cũng chọn 95% rồi, và tỷ lệ bảo hộ nó tối thiểu phải từ 80% trở lên, chọn số 80%. Nếu mình cho sai số 10% thì chúng ta chỉ cần lấy 61 mẫu, nếu cho sai số 500 thì chúng ta phải lấy tới 246 mẫu, nếu chúng ta cho sai số nó chỉ còn 1% cái giá trị D đó thì chúng ta phải lấy tới 6.147 mẫu huyết thanh à. Cái này là ông gáp vô trong một cái bài toán cụ thể là đánh giá đáp ứng miễn dịch sau tiêm phòng cúm gia cầm. Còn nếu mà trong cái trường hợp mà cái đàn gia cầm cái quy mô của cái đàn nó nhỏ hơn 2.000 con thì mình tính cái N2 nó bằng cái tổng đàn, đã nhỏ hơn 2.000 con ta biết ha, ta có N2 là bao nhiêu ha, nhân với N1 là tính ra ở đây dựa trên cái bảng này là tính ra rồi ha, cộng với N nè tổng đàn nè cộng với N1 thì nó sẽ ra đó. Nếu cái đàn gia cầm của ta nó nhỏ hơn 2.000 con thì mình tính cái công thức thứ hai đó. Và ở đây tôi nhắc lại quý vị, đây là cái cỡ mẫu tối thiểu mình cần phải lấy, nếu chúng ta lấy nhiều hơn thì càng tốt. Còn đây là cái công thức để giám sát sự lưu hành của bệnh, hay tôi nói nãy là để giám sát cái sự phát hiện bệnh. Tôi gáp vô cái bài toán hồi nãy mà không biết em còn nhớ hay không, là tổng đàn là chúng ta có là gì, 200 con ha, 200 con tỷ lệ hiện mắc ha, tỷ lệ mắc giá trị B đó là 5% đó. Nó bằng trăm. Và cái B1 này ha, thì cũng 95% đó. Thì ví dụ như hồi nãy này, cái bài hồi nãy nè, 200 con nè, chúng ta gáp vô cái tỷ lệ hiện mắc của nó 5%, chúng ta cũng có 51 mẫu nè. Thấy không? Mấy em học cái này để mấy em tra cho nó nhanh. Thay vì mấy em, tôi nghĩ mấy em cũng không thể nhớ công thức này, kể cả tôi cũng không nhớ mà. Tập mình tra cho nó nhanh. Còn đây là trong trường hợp cúm gia cầm ha. Đó. Thì ổng đã cho ổng đã chọn, ổng đã chọn sẵn rồi ha. Ổng đã chọn sẵn là cái tỷ lệ hiện mắc của bệnh cúm gia cầm khoảng 10%. Thì dựa trên cái tổng đàn này mà chúng ta lấy, mấy em thấy là bây giờ cho cái tổng đàn nó trên 10.000 con, thậm chí tới vô cực luôn, người ta chỉ lấy tối đa là 29 cái mẫu, mẫu phân của nó hoặc là dịch hầu họng của nó ha, để ta kiểm tra kiểm tra để phát hiện coi ít nhất trong đó có con bệnh. Để ông tô sẵn luôn á, cho để các tỉnh, mẫu tỉnh lấy một số về ông tổng hợp không nổi, sẽ ba tỉnh thành là 63 con số về tổng hợp không nổi,
nó biết cho ra thông tư này. Thế là mấy em quay lại cái bài, mấy cái bài toán vừa rồi đây, ví dụ như cái đàn bò có 200 con nha, độ tin cậy B1 là 95%, giống như cái bảng của ông cho á, cái B2 là ông cho 5% nha. Vậy thì mình ghép vô công thức này nó ra 51 con, 51 con cũng giống như cái bài đây, 200 con nha, 5% đây là 51 con trăm đây nè đó. Để phát hiện bệnh, hoặc là tôi quay lại cái bài ở trên thì cái tổng đàn hay không nha, cho ba tỷ lệ nhiễm trước đây là 30%, tin cậy 95%, sai số 500 ha. Đó, theo cái công thức này mà tính ra là 323 con phải không? Để biết em coi theo cái thông tư nè, theo cái thông tư này đây, đây tỷ lệ nè, tỷ lệ nhiễm nè, nghiên cứu trước đây là 30% nè, sai số 500 nè, nó cũng rơi vô 323 con. Đó. Ngoài ra ở đây tôi không biết ở đây là các bạn là đã học thống kê chưa, đã học thống kê chưa, thì trong cái cuốn sách 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 thống kê thì nó cũng có cái phần phụ lục đó ha, ước lượng tỷ lệ nhiễm nè quý vị ha, tỷ lệ nhiễm, tỷ lệ bệnh theo các tác giả trước đây nè, nè độ tin cậy nè 90, 95 hay 99%, sai số nè, độ chính xác thì đó không gọi là sai số đó, độ 10%, 5% hay 100% mình cũng được. Chẳng hạn tôi nói ví dụ như là trên cái đàn đàn heo còi cọc là 30% với độ tin cậy là 95% và sai số 500 thì tôi cũng ra con số là 323 đó. Còn nếu mà đánh giá cái tỷ lệ bảo hộ sau tiêm phòng là 80%, đây 80% ông cho phép mình ở đây nè ha, và ông cho cái sai số theo cái thông tư 07 hồi nãy đó, ông cho sai, ông cũng chọn độ tin cậy 95% và ông cho cái độ chính xác là cái sai số 10%, thì chúng ta cũng lọc vào con số 61 nè đó. Vậy chịu khó đọc để từ từ đi. Ngoài ra ở đây tôi còn hướng dẫn cho mấy em hai cái công thức để tính dịch tễ ha, dịch tễ tiên ở đây mình chọn, đầu tiên ở đây mình lấy cái công cụ ấy dịch tễ nè, mấy này mấy em lên trên cái Apple á, lên cái cửa hàng đó mấy em đánh cái chữ này vô Epi Tool thì nó có, và nó có từ tiếng Việt, mình sẽ đọc cái thông tin cái hướng dẫn ở trong đây ha. Ví dụ như lấy mẫu để tính cái tỷ lệ lưu hành nè, đây nè đó, ví dụ như hồi nãy cái tỷ lệ lưu hành của cái của đàn heo còi cọc là 30%, mà ở đây nó tính theo cái phân số, vậy là mình phải là 0,3 nè, 0,3, cái sự sai khác hồi nãy người ta cho là 5%, có nghĩa là 0,05, độ tin cậy mình cũng chọn 95%, thì em tính ra có phải nó là 323 không, đây 323 luôn, nhấp vô lại ra đó. Quay lại nha, đánh giá đáp ứng miễn dịch sau tiêm phòng luôn nha, đánh giá đáp ứng miễn dịch sau tiêm phòng và để lấy mẫu để phát hiện bệnh cũng như là lấy mẫu để đánh giá đáp ứng miễn dịch sau tiêm phòng nè, của cái thông tư 07 nè là ông cho 80%, có nghĩa là 0,8 nha, được không, đi vô cái đoạn lấy mẫu để ước tính tỷ lệ lưu hành là 0,8 nha. Hồi nãy sai khác là ông cho 10% là 0,1 đó, là ông ra 61 với độ tin cậy 95%, là ông ra con số là cái thông tư 07 là 61 con đó, mình có phải đúng vậy không, đây 61 luôn, thấy không, ông có thể dựa vô cái này. Còn bây giờ lấy mẫu để phát hiện bệnh, đây lấy mẫu để phát hiện bệnh ở đây
dụ như cúm gia cầm hồi nãy cho 10% ha, một tỷ lệ ở lưu hành ước đoán mình quay lại ta quay lại lưu hành ước đoán 5% là 0.05 ha, tổng đàn hồi nãy là có 200 con bò đó, nghĩa chính 500. Hồi nãy đây là cái độ nhảy của xét nghiệm nè ha, độ đặc hiệu của xét nghiệm nè, cho mấy thằng này là 0.99 luôn, 99% á. Ra kết quả ra nhiều đó, 41, nhưng mà độ tin cậy chúng ta giảm xuống của cái độ nhạy của xét nghiệm chúng ta giảm xuống để nó ra nhiều 42, rồi 90 ra nhiều 43, lúc đây chúng ta cũng 95 đó. Ngoài ra ở đây mấy em cũng có thể sử dụng cái phần mềm này, cái phần mềm mà WinAP á, mà cái phần mềm này mình mới tích xử lý được thống kê luôn, tôi đang đề cập ở đây, đây lấy mẫu nè ha, lấy mẫu là dựa theo tỷ lệ nhiễm nè ha, đó độ tin cậy nè, chúng ta diễn tả theo phần trăm nè, tổng đàn biết hay không biết cho là không biết đi, thì tỷ lệ mắc bệnh theo các nghiên cứu trước đây, đây là cái sai số cho phép. Ok rồi, độ tin cậy mình chọn 95, tổng đài không biết, tỷ lệ mắc bệnh trước đây ha, ví dụ như là trong cái con đàn heo vòi cọc hồi nãy đó là 30, sai số mình cho là 5 đó, thì mấy em có phải ra là 323 không? Y như nãy mà trong cái tính tay của mình cũng như là trong mấy cái bảng số liệu có sẵn. Độ tin cậy đây cũng chọn là 95% ha, tổng đàn hồi nãy là có 200 con bò, cái số con bị nhiễm á ha, theo cái công thức hồi nãy đó là 5% nhân với 200 con ha, cái con số D nó bằng 10 á, rồi chúng ta ghép vô có phải phải chọn ra 51 không, đây cũng 51 con, em thấy không? Con số nhiễm này ở đây là gì? Đây là tổng đàn mình đã biết, độ tin cậy mình đã biết, còn đây là cái công thức thứ hai đó, cái con số này cái D đó thì nó bằng là cái B2, B2 là tỷ lệ nhiễm của nó là mình cho 5% nhân với cái tổng đàn là 200 con thì nó ra 10 con, cho mình nhập con số này vô thì cuối cùng cái số mẫu mình cần thiết phải lấy tối thiểu phải kiểm tra từ 51 con bò này để mình phát hiện trong đó ít nhất một con bò có bệnh. Công thức này cũng đây là công thức thứ hai để phát hiện con bò có bệnh đó. Rồi tôi tiếp tục, cho mình nhớ để mình về mấy em tập từ từ đi, mấy em hiểu à đó, mình coi từ cái công thức của nó rồi từ cái thông tư và từ cái file phụ lục của cái cuốn sách đó về thống kê đó cho tới sử dụng hai cái phần mềm WinAP mà tôi để ở đây nè ha.
cũng như là cái phần mềm công cụ phân tích dịch tễ nằm ở đây. Ở dưới đây là tiếng Việt, ở trên tiếng Anh, nhưng cái thằng tiếng Anh này đó thì nó hữu dụng hơn bởi vì nó có xử lý thống kê, cái gì không có. Đây là phần mềm tiếng Việt nè ha, mấy em lên cái trang web ha, lên cái trang web mấy em làm đánh mấy cái này vô, mấy em tải về cái máy tính bàn của mình và máy tính sách tay mình sử dụng. Còn mấy em xài điện thoại thông minh đó ha, giống như tôi cũng đang cài cho điện thoại của tôi nè, thì mấy em vô trong cái cửa hàng mình đánh cái AT tool vô thì nó cũng sẽ hiện lên, thấy nó có hình như vậy nè, thì đau về mà về là muốn xài thì lấy đó. Đây là cái WinAP nè, thì trong hàng này đó ước tính cơ mẫu nè, đánh so sánh với các phương pháp chẩn đoán nè ha, xác định tỷ lệ bệnh nè, đánh giá yếu tố nguy cơ nè, và xử lý thống kê. Hàng kia thì không có. Cái thứ hai là bắt đầu là chúng ta sẽ đề cập tới thì vấn đề xét nghiệm ha, xét nghiệm thì hồi nãy em cũng nghe cái video clip rồi ha. Xét nghiệm thì thường là rất là khó có một cái bất kỳ rất khó có một cái phương pháp nào có thể đảm bảo được độ chính xác tuyệt đối 100% nha. Nên trong trường hợp mình gọi ra nên và kết quả xét nghiệm thì nó sẽ chỉ có hai cái để nó trả lời cho mình, nó dương tính hay là âm tính. Dương tính là có cái chúng ta cần tìm, âm tính là nó không có, vậy thôi. Đây là cái que thử ha, que thử COVID-19 nha. Và đây là để đi tìm cái chữ ARIA này, là đi tìm kháng nguyên, là tìm con virus. Có một số cái que thử nó ghi chữ AB là chúng ta tìm kháng thể chung ha. Và do không có một cái bất kỳ cái phương pháp nào có độ chính xác 100% nên nó có dẫn đến hai cái trường hợp là dương tính giả, có nghĩa là không có bị bệnh hay không có bị nhiễm mà lại coi là có bị nhiễm, hay là âm tính giả, có nghĩa là không có phát hiện là không có bệnh nhưng thực sự là có bệnh, mà do cái sai sót từ cái khâu lấy mẫu nha, rồi bảo quản mẫu, xử lý mẫu ha, rồi thậm chí là kể cả cái người đọc kết quả nữa. Thấy chưa? Thì mấy em thấy ví dụ như là đây là các kit test COVID-19 nha, trong thời kỳ năm 2021 đó được cho phép sử dụng nè ha. Mấy em thấy trên đây nó cũng ghi là độ nhạy, độ đặc hiệu, độ nhạy, độ đặc hiệu nha. Gần như ít khi có hàng nào mới dám đi chữ 100% lắm, bởi biết biết là xạo ha, biết là sao. Thì ở đây đó, trong cái chẩn đoán ha, trong cái chẩn đoán để phát hiện có bệnh hay có nhiễm hay không, thì đầu tiên trước đó thì chúng ta làm ở người cũng vậy, làm cái công tác hội bệnh hay mình gọi là điều tra bệnh sử hay điều tra dịch tễ ha, hay là thông qua quá trình hội bệnh, quá trình khám bệnh đó, ha, để mình định hướng mình nghi, để sau đó mình dựa vào các triệu chứng lâm sàng để mình nghi nó bị mắc bệnh gì rồi ha. Đối với gia súc, gia cầm, động vật thì mình có thể mình mổ khám luôn để coi bệnh tích đặc trưng của nó. Còn đối với người thì chỉ có mổ tử thi thôi chứ không làm được cái này. Rồi sau đó mình mới nghi nó bị cái gì rồi mình mới lấy mẫu, mình gửi mẫu đi xét nghiệm. Tuy nhiên đôi lúc cái kết quả xét nghiệm nó không phản ánh một cách chính xác có bệnh hay không bệnh, nghĩa là dương tính âm tính, có thể là dương tính giả, âm tính giả. Hay là có khi mình gửi một cái mẫu tới hai phòng thí nghiệm khác nhau để xét nghiệm, có khi kết quả nó lại không giống nhau nữa. Thì trong kết quả chẩn đoán trong phòng thí nghiệm á, ha, thì nó là cơ sở chẩn đoán tương đối chính xác và nó có giá trị về mặt pháp lý ha, giá trị về mặt pháp lý. Chứ mình điều tra, mình hỏi bệnh rồi mình qua khám lâm sàng, mình mổ khám là chúng ta chỉ nghi thôi, nghi nó bị cái gì thôi. Còn cái kết quả đó, chẩn đoán ở phòng thí nghiệm hay người ta gọi nôm na là chẩn đoán cận lâm sàng mới là có cái giá trị về mặt pháp lý. Và tất nhiên là cái cơ sở chẩn đoán này phải được nhà nước công nhận. Lấy ví dụ như quý vị là mai mốt quý vị học xong, quý vị ra lấy bằng bác sĩ thú y mà mình muốn hành nghề thú y, cho nên mình mở cái phòng mạch thú y cho các em cũng phải xin phép được nhà nước thừa nhận và chúng ta mới làm được. Và kết quả xét nghiệm ở đây thì thường nó cho dương tính và âm tính, tuy nhiên nó cũng có thể thiệt hoặc là giả ha. T ở đây là truy là thiệt, con ở đây là giả ha, dương tính thật hay là dương tính giả nha.
Và trong cái xét nghiệm ở đây người ta có hai cái loại xét nghiệm, gọi là xét nghiệm bệnh lý và xét nghiệm thay thế. Xét nghiệm bệnh lý là người ta tìm cái tác nhân gây bệnh. Ví dụ như tôi nghi ngờ đó nhiễm COVID-19 thì tôi sẽ đi tìm lấy bệnh phẩm, lấy dịch hầu họng để tôi coi có con virus hay không, là tìm kháng nguyên. Còn xét nghiệm thay thế này người ta phải đi tìm con virus mà thể người ta đi tìm kháng thể, nếu chúng ta chưa chích ngừa. Tôi nhắc lại thêm, nếu chúng ta chưa chích ngừa mà kháng thể có thì điều đó nói rằng là chúng ta đã phơi nhiễm con COVID-19. Và đôi lúc cái xét nghiệm thay thế này nó không có chính xác, bởi vì có khi người ta nhiễm cái con COVID-19 thì người ta sau đó người ta sẽ có cái kháng thể. Rồi sau đó thì có thể là cái con virus nó đã được loại trừ, người ta khỏe lại, virus nó hết rồi. Tuy nhiên cái kháng thể nó vẫn còn tồn tại. Mình nên cái xét nghiệm gì thay thế này đôi lúc nó không chính xác bằng cái xét nghiệm bệnh lý. Và để đánh giá cái độ chính xác của một cái phương pháp xét nghiệm á, thì người ta dựa vào cái phương pháp xét nghiệm chuẩn. Chẳng hạn như mình xét nghiệm cái test COVID-19 á, mình so với kỹ thuật PCR. Để coi cái độ nhạy của nó, thì độ đặc hiệu của nó, hay là cái độ tương đồng của nó bằng bao nhiêu phần trăm so với phương pháp chuẩn. Và ngoài ra đi kèm theo có thể tính các giá trị ta kèm theo như tôi đoán dương tính, tôi đoán âm tính. Đây, xét nghiệm bệnh lý là xét nghiệm với tác nhân gây bệnh. Hoặc là những dấu hiệu, những chất sản sinh quá trình bệnh. Có thể phát hiện những biến đổi các mô tổ chức của cơ thể bệnh như là tế bào ung thư hay là cái bệnh dại nè, mình tìm được cái tiểu thể nơri trên cái não của cái bệnh nhân thì cũng coi đó là xét nghiệm bệnh lý. Ví dụ như cái con vịt mình nghi nó bị nhiễm vi khuẩn Salmonella, mình lấy mẫu phân của nó mình đem đi nuôi cấy phân lập mà nó có xuất hiện vi khuẩn Salmonella thì kết luận con vịt nó bị nhiễm bệnh Salmonella. Còn xét nghiệm thay thế là những phát hiện kế tiếp trong quá trình sinh bệnh, ví dụ như xuất hiện cái kháng thể để nhằm mình chẩn đoán coi nó có cái sự xuất hiện của cái tác nhân gây bệnh trước đây hay không. Nên xét nghiệm thay thế trong cái trường hợp mà đối với vi khuẩn Salmonella, mình không đi tìm con vi khuẩn này mà mình lại tìm kháng thể chống con vi khuẩn Salmonella trên con vịt. Mấy các bạn biết rồi, trên vịt là không ai tiêm phòng Salmonella. Mà nếu nếu trong máu nó có kháng thể chống con vi khuẩn Salmonella thì chứng tỏ rằng trước đây nó đã bị nhiễm con vi khuẩn Salmonella. Trước đây thôi. Bởi vì trong một số trường hợp là hiện tại cái con vi khuẩn Salmonella đã không còn tồn tại trong cơ thể nó nữa. Có thể người chủ người ta đã cho nó sử dụng kháng sinh đồ này nọ rồi, nó tiêu diệt vi khuẩn Salmonella rồi, mà cái kháng thể vẫn còn. Do đó cái xét nghiệm thay thế, cái xét nghiệm hay mình gọi là xét nghiệm lâm sàng đó, kể cả xét nghiệm kháng thể đó có thể có kết quả dương tính giả, còn xét nghiệm bệnh lý đó, thì thường nó ít có, ít có chứ không phải là hoàn toàn không có. Tuy nhiên cả hai xét nghiệm này đều có thể có kết quả âm tính giả, có nghĩa là không có bệnh. Mình phát hiện không có bệnh chứ thực sự nó có bệnh, vô kỹ thuật mình không phát hiện được. Để tránh âm tính và dương tính giả thì ta thường làm xét nghiệm ở 2 lần. Và tôi cũng nhắc lại cái video clip hồi nãy đầu mình coi đó, tất cả phương pháp chẩn đoán đều không thể chính xác 100%. Vậy kết luận nó có bệnh hay nó có nhiễm hay không cũng không hoàn toàn chính xác, bởi vì có thể nó cho kết quả dương tính giả và âm tính giả. Dương tính giả có nghĩa mình nói nó có bị bệnh, bị nhiễm, nhưng thực sự nó không có bị bệnh, thực sự nó là âm tính. Còn âm tính giả mà nó không bị bệnh ha, nhưng thực sự nó bị bệnh, gọi là dương tính. Và để so sánh giữa hai pháp xét nghiệm này thì để đánh giá thì người ta có cái gì, thông qua cái hệ số tương đồng mình gọi là hệ số Kappa, hoặc là mình đánh giá độ nhạy và độ đặc hiệu của cái phương pháp xét nghiệm thay thế đó so với phương pháp chẩn. Cái này luôn. Đó, thì cách tính là như thế nào? Thì thứ nhất, mình muốn đánh giá một cái phương pháp xét nghiệm nào phải so sánh nó với cái phương pháp chuẩn. Phương pháp xét nghiệm mà chuẩn là cái phương pháp có độ chính xác cao, được quốc tế hoặc được người ta thừa nhận.
Tuy nhiên nó cũng không phải là chính xác tuyệt đối em. Thứ nhất là mình thử cái sự trùng hợp hay là cái sự tương đồng của nó, cái sự tương đồng giữa hai cái phương pháp chẩn đoán. Thì ở đây em mới đặt câu hỏi, vậy tại sao mình không lựa chọn cái phương pháp xét nghiệm, cái phương pháp chẩn đoán có độ chính xác cao đi? Thì thực sự là các phương pháp có độ chính xác cao, các phương pháp xét nghiệm chuẩn đôi lúc nó mắc tiền, thậm chí nó không có ở Việt Nam, phải gửi mẫu sang nước ngoài thì nó mắc tiền. Vậy thì mình có thể sử dụng những cái phương pháp thay thế, nó ít tốn kém hơn, nhưng mà muốn dùng được thì nó phải đạt được một cái hệ số mình gọi là cái hệ số mức độ tương đồng, là chỉ số cấp 3, hoặc là cái độ nhảy độ đặc hiệu nó phải nằm ở cái mức nào thì mới chấp nhận được đó. Thì đầu tiên mình nói về cái hệ số cấp 3 là, ha, để mình so sánh giữa hai cái phương pháp này, cái phương pháp thay thế và phương pháp chẩn, nó có tương đồng nhau hay không, có đồng nhất hay không, có thay thế được hay không đó. Thì khi người ta sử dụng cái phương pháp này, ha, người sẽ nó sẽ cho cái hệ số cấp 3 nè, hệ số K nó cho cái giá trị từ 0 đến 1. Mà nếu cái giá trị từ 0 đến 1 này nó nằm ở cái mức là 0,61 cho tới 0,8 là khá trở lên là có thể áp dụng được, hay là từ 61% trở lên là có thể áp dụng được, ha, có thể thay thế được, chấp nhận. Tôi lấy ví dụ như trong cái bài toán đánh giá nè, dụ trong cái bài toán đây là cái test chẩn nè, nó cho biết là 100 con có bệnh nè, 100 con không bị bệnh nè, ha, tổng số mẫu mình đi khảo sát là 200 mẫu nè đó. Trong khi mình dùng cái test khác, cái test đánh giá nè, cái test thay thế nè, trong 100 con mà trong 100 con có bệnh á, nó phát hiện được 95 con thôi nè, 100 con có bệnh nè chỉ phát hiện được 95 con thôi, còn 5 con nó không phát hiện được, nên 5 con này nó lại coi là âm tính, đây là âm tính giả, thực sự nó là dương tính. Tại cái test chẩn mình dựa trên cái bệnh hay không bệnh là dựa trên ở đây cái test chẩn nó đi chỉ xuống nè. Ngược lại trong 100 con không bị bệnh, nó chỉ phát hiện được có 90 con là âm tính nè, còn lại 10 con nó lại coi là có bệnh. Thì 10 con này nó coi là dương tính mà thực sự là dương tính giả. Và chúng ta nhập cái này vô cũng độ chạy 95% nè, ha, thì chúng ta ra một cái hệ số cấp 3 ở đây ví dụ như là 0,850, mà nãy mình nói là từ 0,61 là áp dụng được rồi đó. Thì cái này ở đây quý các bạn có thể dùng cái thằng này, mình nhớ mấy con số này rồi mình lên cái phần mềm này liền mình làm, ha, cho 100 mẫu bệnh nó chỉ phát hiện được có 95 mẫu à, còn lại là 5 mẫu là âm tính, ha. Và cho 100 mẫu mà không bệnh á, ha, nó lại phát hiện được 10 mẫu là bị bệnh, ha, 90 mẫu là không bệnh. Tôi lấy ví dụ như ở đây tôi mới dùng cái phần mềm Winnipeg đó, để tôi xài cho quý vị. Đây bấm start cho nó quay trở lại. Đây so sánh giữa hai phương pháp chẩn đoán nè, nè chuyện chẩn đoán nè, đây là đánh giá sự tương đồng nó nè, đây độ tin cậy phần trăm, độ tương đồng phần trăm hay gì đó, kết quả cái test theo chiều dọc mình gọi là test chuẩn đi, test test chuẩn, test chuẩn cái tên gì có thể đấy, còn test theo hàng ngang của mình gọi là test thay thế hay test kiểm tra cũng được. Rồi đây cái bảng này người ta gọi nôm na là bảng 22 mấy em, sẽ ra con số đây 95 ha. Hồi nãy mình biết rồi, trong cái mẫu bệnh 100 mẫu bệnh á, ha, cái này bài toán rồi, tôi đang tính cho mấy em thi thi nè, tôi đọc cái bài toán cho mấy em tự tự điền cái con số vô rồi nhập số liệu vô tính cho ra. Tôi lấy ví dụ như đây, hồi nãy tôi nói rồi, trong 100 cái mẫu bệnh á, nó chỉ phát hiện được bao nhiêu, 95 mẫu thôi là dương tính thôi, thì tương ứng như dương tính nè, này nó phát hiện là 95 nè, còn 5 mẫu này nó lại coi là âm tính, tôi gọi là âm tính giả đó. Đây nè, cái dấu trừ này âm tính nè. Rồi trong 100 mẫu mà không bị bệnh á, test chẩn nó cho biết rồi á, nó lại phát hiện chỉ có 90 mẫu là không bị bệnh thôi. Ở đây 10 mẫu không bệnh nó lại coi là bệnh. À,
nên mời cái mẫu này tôi gọi là dương tính giả. Bấm net. Đây mấy anh thấy nó hiện ra con số nè, đây 0,850. Được không? Đó. Ý hiện ra không? Rồi. Đó. Thì giống như nãy tôi cũng đề cập tới rồi ha. Do sử dụng các phương pháp chẩn đôi lúc nó tốn kém về thời gian, tốn kém về tiền bạc ha. Thậm chí là nó không có ở Việt Nam, không có ở cái địa phương mình phải gửi đi. Đó. Nên chúng ta mới dùng cái phương pháp thay thế. Mà tôi lấy ví dụ như Covid-19 ha, cái phương pháp mình dùng kit test chẩn đoán nhanh á để mình thay thế cái phương pháp chẩn là cái kỹ thuật PCR. Và muốn vậy đó, để coi thằng này thay thế được hay không á, thì chúng ta phải cần kiểm tra nó cái độ nhạy sensitivity nè để mình sàng lọc đó. Và còn đây là độ đặc hiệu để mình khẳng định lại. Độ nhạy ở đây là chúng ta phát hiện cái con dương tính thì chắc chắn trong đó sẽ có dương tính giả, mình gọi là sàng lọc, thà giết lầm hơn bỏ sót á. Cái thứ hai là độ đặc hiệu là chúng ta dựa vào con âm tính để mình khẳng định lại có những người đó có bị bệnh hay không, gọi là test khẳng định. Độ nhạy là gì? Độ nhạy là người ta là tỷ lệ con thú thật sự mắc bệnh trong quần thể được xác định là bị bệnh bằng phương pháp xét nghiệm thay thế ha, trên tổng số con thú bệnh đã được xác định bằng phương pháp chẩn. Ví dụ như tôi quay lại cái bài toán hồi nãy là trong 100 con mà phương pháp chẩn đã cho biết là bị bệnh rồi, thì cái phương pháp xét nghiệm thay thế nó chỉ phát hiện được có 90 con à. Đó. Chỉ có 90 con à. Vậy thì cái độ nhạy của nó người ta sẽ tính bằng cái gì? Lấy 90 chia cho 100 con nha. 90 chia cho 100 con. Rồi nhân với 100 thì nó ra tỷ lệ phần trăm là 90%. Còn độ đặc hiệu ở đây là dựa vào cái con không bị bật mắc bệnh là âm tính thật á, bằng xét nghiệm thay thế nó phát hiện á, trên tổng số con thú không bị bệnh mà phương pháp chẩn nó đã cho biết. Thì giống như là trong 100 con không bệnh thì thằng này nha, nó chỉ phát hiện được có 90 con không bị bệnh thôi. Đó. Nên ở đây là mấy em thấy nè, đây là phương pháp xét nghiệm thế, đây là phương pháp chẩn. Bệnh hay không bệnh là người ta đã cho biết sẵn rồi. Ha, và kết quả dương tính hay âm tính là do cái tên thằng này. Ví dụ như là thằng A này, ký hiệu là A B C D theo đúng cái vị trí này luôn không quý vị. Thằng A này thì phương pháp xét nghiệm cho kết quả là dương tính, mà phương pháp chẩn cũng cho biết nó đã bị bệnh, bị nhiễm rồi, nên nó là dương tính thật, ký hiệu là TB. Còn trong khi thằng C này, cái phương pháp xét nghiệm thay thế cho biết nó là âm tính, âm tính. Tuy nhiên phương pháp chẩn nó cho nó biết nó bị mắc bệnh, bị nhiễm, nên là âm tính giả. Tương tự thằng D ở đây, phương pháp chẩn nó là không bị bệnh, nhưng mà cái và phương pháp xét nghiệm thay thế báo nó là âm tính. Vậy thì âm tính ở đây là âm tính thật. Trong khi ngược lại thằng B đây, xét nghiệm thay thế cho kết quả nó là gì? Là dương tính. Nhưng mà phương pháp chẩn nó cho biết nó không bị bệnh. Vậy thì ở đây dương tính giả. Nghĩa là dương tính hay âm tính là do phương pháp xét nghiệm thay thế nè, mình đang kiểm tra nó nè. Còn thật hay giả là do cái thằng phương pháp chẩn nó cho biết. Đó về công thức tính đó, đó. Độ nhạy đó. Nha. Lấy thằng A chia cho A cộng C. Lấy thằng D chia cho B cộng D. Vậy hả? Vậy cái chỗ đây là A nè, đây là B nè, đây là C nè, đây là D nè, đây là nhóm có bệnh nè, nhóm không bị bệnh nè, phương pháp chẩn nó cho biết rồi nè. Đó. Vậy thì thằng độ nhạy là dựa vào con dương tính, lấy con dương tính thật là A nè chia cho A cộng C, đây là A, đây là C. Còn độ đặc hiệu là dựa vào con âm tính, đây là nhóm không bị bệnh nè, thì lấy con âm tính thật nè chia cho cả cái nhóm âm tính phương pháp này cho biết là thằng B và thằng D. Đó. Rồi ký hiệu chữ T, B, F, N ha, dây dây thì nó có sẵn nè ha. Có nghĩa là độ nhạy là dựa trên cái khả năng phát hiện con dương tính, độ đặc hiệu là khả năng phát hiện con âm tính so với phương pháp chẩn.
Tôi quay lại bài toán báo cũ hồi nãy đi nha. Rồi sau đó là tôi mới giới thiệu cái bài toán này. Rồi. Bây giờ mình đánh giá độ nhạy đo đặc hiệu. Ở đây là ở trên là đánh giá cái độ hệ số K, cách ở đây là đánh giá test nè. Đây. Các em thấy nè ha. Để so sánh giữa hàng phát triển đó đó. Đây độ tin cậy mình cho con số phần trăm đi. Khỏi mất công chuyển nó về phân số. Cái test đánh giá là nằm hàng ngang. Ở trên là dương tính, ở dưới là âm tính. Cái test chuẩn nó nằm ở cùng dọc. Bên có bệnh và bên không bệnh. Rồi, kết quả là ra phần trăm, ok luôn. Rồi xong. Đây 95% trong cái nhóm bệnh này ha, cái test đánh giá này trong cái nhóm có bệnh hồi nãy thì nó phát hiện được 95 con, trong số 100 con nó phát hiện được 95 con và 5 con nó không phát hiện được, mà 5 con này mình gọi là âm tính giả đó. Rồi trong trong cái nhóm khỏe mạnh không bị bệnh á thì 100 con thì nó chỉ phát hiện được 90 con, còn lại 10 con thì nó coi là bị dương tính, mình gọi là dương tính giả đó. Rồi mấy em bấm nét ở đây, nhớ đây là test ha, evaluation này. Rồi thì mình sẽ cho cái con số độ nhảy là bao nhiêu, 95%, độ đặc hiệu là 10%. Độ nhảy là 95% nghĩa là gì, là trong cái nhóm con bị bệnh nè, nhóm con dương tính nè, 95 con nè, trong 100 con nó phát hiện được 95 con, nó lấy 95 chia cho 100 là 95%. Còn độ đặc hiệu là trong 100 con không bị bệnh nè, nó chỉ phát hiện được âm tính nè, có 90 con, tới 90 chia cho tổng số 100 thì nó là 90%. Và ở đây đây là hai cái giá trị mà ta quan tâm, độ nhạy độ đặc hiệu ha. Ngoài ra ở đây nó có giá trị ước đoán dương tính. Ước đoán dương tính là gì, là trong số ha, trong số 110 con đây nè, trong số là 95 con này cộng với 10 con này là 105 con mà nó phát hiện dương tính đó, thì có bao nhiêu con là dương tính thật nha, lại lấy 95 chia cho chiều ngang của nó, chia cho 105 thì nó ra là 90,5. Còn giá trị ước âm tính là trong trong hai cái con âm tính này nè, là 995 con âm tính này nè, thì có bao nhiêu con là âm tính thật thì nó lấy 90 chia cho 95 thì nó ra là 94,7. Tỷ lệ mắc bệnh thật của nó là 5%. Lý do là dựa trên cái phương pháp chuẩn nè, nó có 100 con bị bệnh nè, trên tổng số mẫu đi xét nghiệm là 100 con bệnh và 100 con không bệnh, nó lấy 100 con này chia cho 200 thì ra 50. Rồi tỷ lệ mắc bệnh mà do cái phương pháp này đánh giá nè, là tới 105 con lận, tới 105 con chia cho 200 thì nó lên tới 52,5%. Vậy đó. Rồi ở đây là chúng ta so sánh cái phương pháp chuẩn PCR ha, để phát hiện cái con mà cúm gia cầm á với phương pháp là xét nghiệm kháng thể ELISA đó. Thì ví dụ ta có 20 mẫu ha, phương pháp chuẩn nó cho biết là có 10 con bị mắc bệnh và 10 con không bị mắc bệnh, nhưng mà dùng lấy cái mẫu này đem xét, lấy cái mẫu huyết thanh đem đi xét nghiệm bằng kỹ thuật ELISA, thì trong cái 10 cái mẫu bệnh này thì nó chỉ phát hiện được có 8 con à, còn 2 con thì nó không phát hiện được, nó cho là âm tính. Còn trong cái nhóm mà 10 con người ta không bị mắc bệnh là nó lại phát hiện có 3 con bị bệnh, 7 con không bệnh. Do đó ở đây mấy em muốn tính độ nhạy thì mấy em lấy con số 8 này nè, dựa trên cái con bị bệnh nè, số 8 chia cho tổng số con mắc bệnh thật, phương pháp này cho biết là chia cho 10 tức là 80%. Và độ đặc hiệu ở đây là mấy em lấy là nhóm con bệnh nè, mà cái phương pháp xét nghiệm kháng thể nó phát hiện được 7 con à, lấy 7 chia cho tổng số này là 10, để 100. Tỷ lệ mắc bệnh thật của nó trong 11 con mà cái phương pháp này nó phát hiện được nè, thì chỉ có 8 con bị mắc bệnh thật à, lấy 8 chia cho 11 thì ra con số gọi là giá trị ước đoán dương tính á. Và giá trị ước đoán âm tính là 9 con này mà nó phát hiện là không có bị bệnh á, thì trong đó nó chỉ có 7 con là không bị bệnh thật sự thôi, lấy 7 chia cho 9. Tỷ lệ mắc bệnh thật của nó
là lấy 10 chia cho 20 mẫu xét nghiệm tỷ lệ mắc bệnh giả của nó, thì lấy cái số dương tính của hô hấp xét nghiệm ELISA nè, lấy 11 chia cho 20 đó. Mình thấy đây 80% nè, giá trị đoán dương tính nè, 8 chia cho 11 nè, là 72,3% nè. Đó, độ đặc hiệu nè, lấy 7 chia cho 10 là 10% nè. Đó âm tính nè, lấy 7 chia cho 9 nè. Đó, thì lấy mẫu bình thực là 50%, dự kiến là 55%. Mình có thể dùng cái phần mềm của tôi đưa vô. Phần mềm tiếng Việt và tiếng Anh ha, mấy em ngồi ở không bấm máy thử ha, nhìn thấy cái bảng này nhập số liệu vô, bấm máy thử. Nó đều ra. Do đó trong một cái phương pháp chẩn đoán thì nó thì hoặc là nó có độ nhạy cao, có nghĩa là khả năng phát hiện cái con dương tính nó nhiều, thì chắc chắn nó có độ nhạy cao thì nó có thể dẫn đến là phát hiện dương tính giả, dương tính giả. Còn độ đặc hiệu và độ chuyên biệt cao ha, thì để nó loại trừ con dương tính giả, có nghĩa để nó khẳng định là không bị mắc bệnh đó. Ha. Do đó ở đây trong cái trường hợp mà mình muốn phát hiện một cái dịch bệnh nào ở giai đoạn sớm, ví dụ như COVID-19 nó mới vừa xuất hiện đó, và một số trường hợp mà việc phát hiện cái con hoặc là cái người bị mắc bệnh rất là quan trọng trong trường hợp mình xuất nhập khẩu thủy sản động vật đó, và những cái tỷ lệ bị nhiễm thấp đó, thì thường người ta áp dụng phương pháp có độ nhạy cao, thà giết lầm hơn bỏ sót. Ha. Thà giết lầm hơn bỏ sót, nghĩa là trong cái nhóm dương tính này có dương tính giả nó bị bệnh, thà xử lý nó còn hơn. Còn phương pháp mà ta chọn có độ chuyên biệt cao, có nghĩa em chỉ chọn được một trong hai cái à ha, một cái trong cái phương pháp thì cái độ nhạy nó cao hoặc là độ chuyên biệt nó cao, một trong hai cái à. Là khi mình cho kết quả dương tính chắc, khi muốn chắc chắn kết quả là dương tính á ha, rồi là khi kết quả dương tính là ảnh hưởng xấu, ví dụ như mình nhập khẩu động vật, thì mình cần phải có phương pháp có độ chuyên biệt, độ đặc hiệu cao để mình khẳng định cái con đó không bị mắc bệnh mới nhập vô trong nước. Chứ nếu không, giống như lúc trước là năm 97 chúng ta nhập 51 con heo nọc từ Mỹ về Việt Nam, sau đó phát hiện có 10 con nó dương tính, và sau 10 năm sau mình bùng lên cái dịch tai xanh nha. Hoặc là trường hợp mà người ta bị xét nghiệm là bị HIV nha, thì phải khẳng định lại bằng phương pháp có độ chuyên biệt cao nè. Hay là vừa rồi Việt Nam được áp dụng đó, đầu tiên người ta xét nghiệm sàng lọc là bằng cái kit test, sau đó những người bị dương tính rồi đó thì phải khẳng định lại bằng cái kỹ thuật PCR là có cái độ chuyên biệt, độ đặc hiệu cao. Rồi mấy em dễ lao chút xíu đi vô mình đánh giá yếu tố nguy cơ nữa nha, để tôi bắt em một cái video clip nào cho quý vị nghe. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu thực hành. Thì chúng ta sẽ mở cái phần mềm sample size lên. Chúng ta run này. Đấy, tắt cái này đi. Và bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần đầu tiên là estimating population proportion, tức là xác định cơ mẫu để ước tính một tỷ lệ trong quần thể với độ chính xác tuyệt đối. Thì chúng ta kích vào đây. Và đầu tiên thì tôi sẽ hướng dẫn bạn là chúng ta sẽ học cái example, tức là phần ví dụ của họ trước. Thì chúng ta kích vào cái phần example này, phần ví dụ này. Đấy. Thì kích vào đây thì chúng ta sẽ thấy là ở đây họ nói rằng là họ yêu cầu là chúng ta cần phải có ba thứ. Thứ nhất là cái anticipated population proportion, tức là một cái tỷ lệ mà ước đoán. Sau đó là đến cái mức độ tin cậy, và cái cuối cùng đấy là cái độ chính xác tuyệt đối.
được yêu cầu cho mỗi phía của cái tỷ lệ này, tức là chúng ta sẽ chọn ra một cái độ chính xác, và cái độ chính xác này nó chính là cái khoảng dao động giữa cái tỷ lệ. Và ở đây họ có nói rằng nếu trong trường hợp mà không có cái tỷ lệ ước đoán này thì chúng ta có thể lựa chọn là cái tỷ lệ này bằng 0.5, thì đây là cái một cái giải pháp an toàn và nó sẽ cho cái cỡ mẫu lớn nhất. Và ở phía dưới này thì họ cũng có đề cập đến một cái chuyện là trong một số những trường hợp đặc biệt ấy, thậm chí chúng ta sẽ phải sử dụng đến cái design effect, thì cái này các bạn có thể tìm hiểu thêm sâu thêm. Nhưng tóm lại là một cái thứ để mà chúng ta điều chỉnh cái cỡ mẫu để làm sao cho nó phù hợp nhất, và thậm chí là chúng ta có thể sẽ phải nhân hai lần lên, ví dụ như là sau khi chúng ta tính được cái cỡ mẫu xong chúng ta nhân gấp đôi lên. Nói nôm na là sau khi mà chúng ta hiệu chỉnh xong thì cái cỡ mẫu mà chúng ta có được thì nó sẽ có tính đại diện tốt hơn, hay nói cách khác là chúng ta có thể suy diễn ra cái tỷ lệ trong quần thể một cách tốt hơn. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần ví dụ thứ nhất này. Đấy. Thì khi chúng ta vào đây thì chúng ta sẽ thấy là họ đưa ra một cái đầu bài, tức là ở đây là ở một cái trung tâm y tế địa phương này, thì họ muốn tìm hiểu về cái tỷ lệ nhiễm lao ở trong những cái đứa trẻ mà dưới 5 tuổi ở cái khu vực đó. Và câu hỏi đặt ra ở đây là làm thế nào để chúng ta có thể tính được cái cỡ mẫu để có một cái sai số là khoảng 5% so với lại cái tỷ lệ chuẩn đấy, và với cái độ tin cậy là 95%, và họ có cái ước đoán là cái tỷ lệ nhiễm lao của những cái đứa trẻ dưới 5 tuổi này là nó khoảng 20%. Thì chúng ta nhìn thấy các cái thông số ở đây này, cái anticipated population, tức là cái tỷ lệ ước đoán là 20%, hay chính là 0.2, và cái độ tin cậy này, mức độ tin cậy là 95%, và cái sai số tuyệt đối đây là 5%, hay chính là 0.05. Và chúng ta sẽ kích vào evaluate nhé. Đấy. Thì chúng ta thấy là họ tự động họ sẽ đưa các cái chỉ số mà tôi vừa đề cập đến vào trong cái công thức. Thì công thức, chúng ta nhìn thấy công thức ở đây, thì công thức này cũng tương đối là quen thuộc thôi. Chúng ta nhìn thấy là N này, N là cái cỡ mẫu tối thiểu mà chúng ta cần tính toán này, cái hệ số Z này, cái hệ số Z ở cái mức 1 trừ alpha trên 2 này. Thì đối với cái độ tin cậy là 95% thì cái Z này nó sẽ tương đương với lại 1,96, thì cái này chúng ta tương đối quen thuộc rồi. P này, 1 chữ P, P đây chính là cái anticipated population proportion, tức là cái tỷ lệ ước tính ở trong cộng đồng. Và cái D này là cái độ chính xác tuyệt đối. Thì khi chúng ta thay vào đây là 95 này, 0.2 này, 0.05 này, thì chúng ta cần là 246 đối tượng cần phải điều tra, tức là cái cỡ mẫu tối thiểu của chúng ta là 246. Đối với trường hợp này thì chúng ta hoàn toàn có thể là sửa đổi ở trong này để chúng ta biết được là cái biến động nó sẽ như thế nào. Giả sử như là bạn có thể tăng cái tỷ lệ này lên, giả sử như tăng lên 30% đi, thì nó là 0.03 chẳng hạn. Đấy. Thì khi mà chúng ta lên 30% thì chúng ta sẽ cái cỡ mẫu này nó sẽ tăng lên, nó là 323. Bây giờ chúng ta sẽ tăng tiếp nhé, lên 40% chẳng hạn. Đấy, thì nó sẽ tăng tiếp tục, nó tăng lên. Thế ngoài ra nếu mà giả sử như bạn muốn giảm cơ mẫu xuống thì bây giờ chúng ta sẽ quay lại là 20%. Thì nếu mà muốn giảm nữa xuống thì chúng ta hoàn toàn có thể này xuống này. Đấy. Thì là lúc này chúng ta chỉ cần 196. Ngoài ra chúng ta cũng có thể thay đổi cái hệ số D này, bởi vì cái hệ số D này nó ở dưới mẫu, nên là khi mà chúng ta tăng thì cái cơ mẫu sẽ giảm, và khi mà chúng ta giảm thì cơ mẫu sẽ tăng. Tôi thử làm nhé. Bây giờ chúng ta lên 10% đi. Đấy. Thì lúc này chúng ta chỉ cần có 49 trường hợp thôi. Còn nếu mà giả sử chúng ta muốn tăng cái độ chính xác lên, ví dụ như là 0.05 và chúng ta chuyển xuống là 0.02 đi chẳng hạn. Đấy. Lúc này nó sẽ tăng lên là 1.225. Bây giờ chúng ta quay lại cái P lúc đầu đi là 20%. Đấy. Thậm chí 20% mà nếu mà chúng ta lấy D là 0.02, tức là 2% đấy, thì lúc này cái N nó sẽ lên đến là chúng ta sẽ phải cần đến là 1.537 trường hợp. Cái độ chính xác tuyệt đối này nó có ý nghĩa rằng là cái khoảng cách nó dao động xung quanh cái P này, tức là chúng ta ước tính là cái chấp nhận cái độ chính xác là rơi vào 2% đối với lại
P, tức là nó sẽ dao động từ 18% đến 22%. Chúng ta hiểu nôm na là như vậy. Thì chúng ta sẽ đóng lại để chúng ta sẽ sang trường hợp ví dụ thứ hai. Để chúng ta vào ví dụ thứ hai này. Ở cái ví dụ thứ hai này thì là một cái nhà điều tra làm việc cho một cái chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia thì muốn tìm hiểu xem là cái tỷ lệ mà những cái đứa trẻ được tiêm chủng đầy đủ ở một cái quốc gia là bao nhiêu. Câu hỏi đấy, chúng ta cần phải điều tra bao nhiêu đứa trẻ. Nếu mà cái kết quả mà chúng ta ước tính được ấy thì là nó sẽ dao động khoảng 10% xung quanh cái giá trị thực và với cái độ tin cậy là 95%. Và một cái giả thuyết nữa ở đây đó là chúng ta không thể có một cái ước đoán gì liên quan đến cái tỷ lệ bao phủ vaccine ở trong quần thể cả. Và bây giờ click vào cái evaluate đấy, thì khi này thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây này, và chúng ta sẽ thấy ở đây này cái độ tin cậy là 95% này, bởi vì là chúng ta không biết là cái tỷ lệ bao phủ ước tính ở trong quần thể là bao nhiêu thì chúng ta chọn là 50% này để có cái cỡ mẫu lớn nhất này, và cái độ chính xác tuyệt đối là 10%, tức là 10% này nó dao động quanh cái giá trị P này thì nó chứng tỏ là nó sẽ dao động quanh từ 40% đến 60%, tức là 50 50 này trừ 10 và 50 cộng 10 đúng không ạ? Và chúng ta sẽ cần là 97 trường hợp, thì công thức nó vẫn như vậy và chúng ta có thể thay đổi cái giá trị P này. Giả sử như trong trường hợp mà chúng ta biết rằng là cái tỷ lệ tiêm chủng ở trong một cái cộng đồng nào đó nó là khoảng 80% chẳng hạn, thì chúng ta chuyển thành 80%. Đến khi mà chúng ta lựa chọn là P bằng 80% thì lúc này cơ mẫu chúng ta chỉ cần điều tra là 62. Bây giờ tôi sẽ đóng lại và chúng ta sẽ đóng cái phần các cái phần ví dụ lại. Đấy, chúng ta click về đóng lại. Thì trong trường hợp là khi mà chúng ta lựa chọn ở đây mà chúng ta không muốn đến cái phần ví dụ thì chúng ta hoàn toàn có thể click vào Estimate ở đây để chúng ta vào cái phần bảng trắng này để chúng ta tính toán. Và lúc này thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể lựa chọn các cái giá trị ở đây, giả sử như là tôi muốn tìm hiểu một cái tỷ lệ nào đó, ví dụ một cái tỷ lệ bệnh nào đó nó vào khoảng 35% đi, và tôi muốn độ chính xác tuyệt đối là 5%. Đấy. Lúc này chúng ta cần là 350 trường hợp. Đấy. Thì cũng tương đối là đơn giản, các bạn có thể thay đổi các cái biến số, các cái thông số ở đây để làm sao chúng ta lựa chọn cho mình các cái cơ mẫu và hoặc là nghe thầy. bây giờ mình đi vô cái dạy học và số lượng phân tích đánh giá cái có nguy cơ. Thầy nói nhỏ quá không nghe được thầy ơi. Rồi đó thì trong cái nghiên cứu khoa học ha, về thú y học hay và lại nhân y gì cũng vậy, chúng ta có nghiên cứu quan sát, nghiên cứu can thiệp, cái này bọn tôi nói rồi. Trong cái nghiên cứu quan sát đó thì mình mô tả ca bệnh thôi, tỷ lệ nhiễm, tỷ lệ mắc bệnh bao nhiêu nhân dân. Còn trong cái nghiên cứu phân tích đó, để mình so sánh đánh giá cái yếu tố nguy cơ nó ảnh hưởng như thế nào đến cái tỷ lệ mắc bệnh ha, giống như giữa cái nhóm nuôi nhốt nuôi thả, giữa cái người lớn tuổi ha và người trưởng thành. Bây giờ để đây người ta phân ra là nghiên cứu bệnh chứng và nghiên cứu thường tập. Thì đầu tiên đó thì chúng ta liên quan tới yếu tố nguy cơ đó, thì nguy cơ là gì? Nguy cơ là khả năng có thể mắc một bệnh nào đó.
là xác suất xuất hiện một biến cố có liên quan đến sức khỏe của mỗi cá thể quần thể và yếu tố nguy cơ là bất kỳ yếu tố nào, có thể là vật lý như là nhiệt độ nóng quá, lạnh quá, yếu tố hóa học. Ví dụ như chúng ta sử dụng các loại thức ăn mà độc hại, thức ăn ở đường phố ha, hay là sống trong cái môi trường nó có nhiều cái loại khí độc hại, ví dụ trong môi trường chăn nuôi H2S ha, đó đồng hai CH4 nhân dân và yếu tố sinh học ha, là chẳng hạn như là cái tuổi, cái giống, cái giới tính ha, hoặc là đang mang thai hay là sơ sinh nhân dân, và kể cả cái quan quan điểm của xã hội, yếu tố xã hội, chẳng hạn người ta có quan tâm về vấn đề dịch bệnh hay không, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm thế nào, nó cũng góp phần làm cho cái tỷ lệ mắc bệnh nó tăng hoặc nó giảm như vậy ha. Và thường đó thì từ các yếu tố nguy cơ này ha, người ta mới chia ra là cái nhóm phơi nhiễm, là cái nhóm có tiếp xúc yếu tố nguy cơ. Và trong cái công thức người ta tính, người ta hay ghi là chữ E cộng, E cộng có nghĩa là exposure group, này là cái nhóm tiếp xúc yếu tố nguy cơ. Ví dụ như cái nhóm gà nó nuôi thả là nó tiếp xúc yếu tố nguy cơ, còn cái nhóm không phơi nhiễm là nhóm không tiếp xúc yếu tố nguy cơ. Không ở đây có nghĩa là ít hơn thôi chứ không phải là hoàn toàn đó. Như là cái nhóm gà mà nuôi nhốt thì cái nguy cơ mắc bệnh nó sẽ ít hơn vậy đó, gọi là giữa cái nhóm người là không hút thuốc và có hút thuốc đối với cái bệnh viêm phổi chẳng hạn đó. Thì cái nghiên cứu ở đây người ta, nếu người ta chia theo cái thời gian đó ha, thời gian nghiên cứu đó, thì người ta chia ra là nghiên cứu cắt ngang, nghiên cứu đoàn hệ và nghiên cứu bệnh chứng, và liên quan tới đánh giá cái mối quan hệ ha, giữa yếu tố nguy cơ và phơi nhiễm, người ta có ba cái thông số. Thì ba thông số này một hồi mình sẽ vô để mấy em nắm cái công thức của nó, để mình tính bằng tay cũng như áp dụng cái phần mềm để mà tôi đã giới thiệu để mấy em tính toán ha. Thì mấy em lưu ý đây nó gọi là tỷ số, tỷ lệ hiện mắc chỉ sử dụng trong cái nghiên cứu cắt ngang, còn đây là cái nguy cơ tương đối hay là tỷ số nguy cơ, thì chúng ta có thể áp dụng được trong hai cái thời điểm nghiên cứu, là nghiên cứu hiện tại là cắt ngang nè, và nghiên cứu đoàn hệ là nghiên cứu theo hướng tương lai. Còn đây là tỷ số trên, tỷ số trên là tỷ lệ mắc bệnh của cái nhóm phơi nhiễm nó cao gấp mấy lần nhóm không phơi nhiễm đó. Thì thằng này áp dụng được trong ba cái trường hợp, hiện tại là cắt ngang đó, đoàn hệ là theo cái hướng tương lai đó, và bệnh chứng là mình điều tra lại hồi cứu lại. Nên thông thường trong các bài báo, trong các nghiên cứu ta hay sử dụng cái tỷ số OR này, OR này. Và OR này thì lúc nào ha, nó cũng sẽ lớn hơn RR và BR. BR với RR thì thường là cái công thức tính nó giống hệt như nhau ha. Còn OR này đó thì cái mẫu số nó nhỏ hơn RR với BR, nên lúc nào cái mẫu số nó càng nhỏ thì cái kết quả nó càng lớn, nên cũng cùng một bài toán nhưng tính theo OR thì cái con số nó sẽ lớn hơn so với chúng ta tính theo RR hoặc BR. Nhưng mình lưu ý là OR mình tính được trong ba cái thời điểm hiện tại, tương lai và kể cả quá khứ. RR chỉ tính được hiện tại và tương lai, còn BR chỉ tính được hiện tại thôi. Đây ở đây thì ta gọi đây là cái số đo kết hợp, có liên quan tới nguyên nhân hay là yếu tố phơi nhiễm dẫn đến những hậu quả là bệnh tật đó. Thì mình thấy đây là nguy cơ tương đối nè, RR nè, và nó cũng bằng với BR, tỷ số tỷ lệ hiện mắc. Đây tỷ số trên OR, và ở đây người ta vẫn gọi là cái bảng 22, đây là có bệnh không bệnh. Đây cái nhóm ở trên là cái nhóm phơi nhiễm yếu tố nguy cơ, thì nó có rất nhiều yếu tố nguy cơ ha, và đây là nhóm không phơi nhiễm với một yếu tố nguy cơ nào đó ha. Và các chỉ số này cũng thống nhất luôn A, B, C, D để chúng ta có cách tính cho nó phù hợp. Rồi đây là cái nghiên cứu người ta gọi là cái gì? Nghiên cứu đoàn hệ hay còn gọi là nghiên cứu thường tập. Đây là đầu tiên là nhóm ở trên là nhóm phơi nhiễm, nhưng cái yếu tố nguy cơ nó ví dụ như cái nhóm người này có thuốc, cái nhóm ở dưới là nhóm người không có thuốc. Người ta theo dõi theo một cái thời gian ha, tương lai thì thấy trong cái nhóm mà có thuốc thì cái người bị viêm họng nó nhiều hơn so với cái nhóm không có thuốc. Tất nhiên cái viêm họng nó không chỉ do thuốc không, nó còn do nhiều nguyên nhân khác nữa. Nhưng mà nếu mà cái số ca mắc bệnh
của nhóm phơi nhiễm nó sẽ nhiều hơn, và cái này là theo cái hướng tương lai. Thì sau đó mình so sánh cái tỷ lệ mắc bệnh của nhóm phơi nhiễm, nhóm nguy cơ nè và nhóm không có nguy cơ, thì để coi nó cao gấp mấy lần đó. Còn đây là nghiên cứu bệnh chứng, tại sao có bệnh người ta mới chi lại cái nguồn gốc trong những cái ông bệnh này, bao nhiêu ông thuộc cái nhóm nguy cơ, bao nhiêu ông thuộc cái nhóm không có nguy cơ, thì chắc chắn rằng cái số người bệnh này thuộc về cái nhóm mà có nguy cơ nó nhiều hơn. Chẳng hạn như thằng bạn mình ha, thấy nó hay nhậu mà nó chạy xe ha, cái nó bị té xe thì thế nào, cái câu hỏi đầu tiên mình hỏi nó có xịn không ha. Chứ đâu biết bữa đó nó không, nó không nhậu nó bị người ta tông. Giờ đây là cái công thức để tính nha nguy cơ tương đối ha, thì nó lấy là tính của cái nhóm phơi nhiễm chia cho nhóm không phơi nhiễm, tỷ lệ mắc bệnh của nhóm phơi nhiễm chia cho tỷ lệ mắc bệnh của nhóm không phơi nhiễm, có nghĩa là e, cái e màu đỏ đây là e cộng nè, là cái là cái nhóm phơi nhiễm, cái e màu đen này là nhóm không phơi nhiễm, thì trong cái e cộng này nó có a cộng b, thì trong đó có anh a bị mắc bệnh, anh b không bị mắc bệnh, vậy tỷ lệ mắc bệnh của cái nhóm phơi nhiễm này lấy a chia cho a cộng b, rồi mới chia cho tỷ lệ mắc bệnh của nhóm không phơi nhiễm, rồi lấy hàng c chia cho c cộng d, vậy đó. Còn trong khi cái tỷ số OR này ha, tỷ số OR mình gọi là tỷ số trên đó, thì nó tính bằng cách nó lấy cái số người mắc bệnh của cái nhóm phơi nhiễm chia cho cái người không bị mắc bệnh của nhóm phơi nhiễm, lấy a chia cho b, rồi sau đó chia cho c chia d ha, rồi nó nhân chéo ra là a nhân d chia cho b nhân c đó. Thì bây giờ đó, giống như tôi nói có ba cái thời điểm nghiên cứu hiện tại mình gọi là cắt ngang đó, quá khứ là nghiên cứu bệnh chứng điều tra hồi cứu á, và tương lai là nghiên cứu thường tập hay là gọi là nghiên cứu đoàn hệ. Vậy do cùng cái con số giống như nhau, nhưng cái RR này lúc nào nó cũng nhỏ hơn OR. Bởi vì sao? Bởi vì cái mẫu số của RR nó lớn hơn mẫu số của OR ha. Cái tỷ lệ hiện mắc này thì nó cũng, cách tính của nó cũng giống như cái tỷ số nguy cơ tương đối ha. Ra nó có cái nguy cơ nhóm phơi nhiễm và nguy cơ quy thuộc của quần thể nữa, mấy thằng này đó thì chưa cần phải quan tâm tới cái này, chủ yếu là áp dụng cái kia thôi đó. Ví dụ như tôi lấy ví dụ như người ta điều tra cái mối liên quan giữa cái mỡ máu cao ha, mỡ máu cao hay bình thường nè, và cái bệnh về tim mạch, bệnh động mạch vành á đó. Thì chúng ta ở đây chúng ta cũng có con số, đây là có bệnh nè, đây là không bị bệnh, đây là mỡ máu cao, mỡ máu thấp đó. Thì trong nhóm mỡ máu cao á, thì số ca mắc bệnh là a chia số ca không mắc bệnh là a cộng b, nếu tính theo rr br a chia a cộng b. Còn nhóm mỡ máu bình thường là số ca có bệnh là c ha, chia cho số ca không có bệnh, tổng số ca mà khảo sát là c cộng d. Đây nha, điều tra cắt ngang hoặc là theo cái hướng tương lai thì cả cái br hoặc rr này nó giống hệt nhau, kết quả như nhau. Thì bây giờ tôi mới gắp con số vô, ví dụ như đây là người ta điều tra trong thời gian 6 năm giữa cái nhóm người có mỡ máu cao và nhóm người có mỡ máu thấp. Trong nhóm người có mỡ máu cao đó thì ta điều tra 422 người, mỡ máu thấp là 454 người, nghĩa là cái cỡ mẫu nó cũng gần tương tự như nhau đó. Thì qua điều tra trong 6 năm á, thì cái nhóm mỡ máu cao có 51 người bị mắc bệnh, trong nhóm mỡ máu thấp có 16 người bị mắc bệnh. Nếu tính theo tỷ số RR đó thì cái nhóm người có mỡ máu cao nè, mình gọi là R1 nè, thì lấy 51 chia cho tổng là 422. Nhóm người có mỡ máu thấp là lấy 16 nè chia cho 456. Vậy thì RR thì bằng R1 chia cho R0, thì nó sẽ ra một cái con số là 3,4 lần. Vậy mình giải thích là người có mỡ máu cao thì cái nguy cơ mắc bệnh người có mỡ máu bình thường
Đó. Mấy em luôn mấy con số này lại đi, ghi mấy con số này lại đi để tôi sử dụng cái phần mềm tôi chỉ cho mấy em luôn cho nhanh. Ghi vắn tắt thôi, người cao người thấp ha, người bệnh hoặc là không bệnh. Đó. Đây có 51, 371 là không bệnh, tổng là 422 ha. Mỡ máu thấp, có bệnh là 16, không bệnh là 438, trên tổng số người khảo sát là 454. Đó. Hồi nãy em thấy đó, nếu mà tính theo RR nha, thì chúng ta có 3,4 lần nha. Chúng ta có 3,4 lần. Đó. Nếu mà tính theo OR về mặt lý thuyết á, thì OR lúc nào nó cũng lớn hơn RR, bởi vì nó chỉ lấy cái anh có bệnh chia cho anh không bệnh trong cái nhóm nguy cơ và trong cái nhóm không có nguy cơ thôi. Nên mình thấy nè, OR nè, mình chỉ lấy 51 mình chia cho 371 thôi, trong khi cái RR nó phải chia cho tới 442. Tương tự lấy 16 chia cho 438 thôi. Đó. Thì cuối cùng cái OR ở đây nó lớn hơn, nó tới 3,67 lần, trong khi nãy cái chỉ có 3,4 mà. Đó. Nhớ mấy số này chưa? Rồi bắt đầu và tôi sẽ dùng phần mềm để tôi tính cái phần mềm WinDB đi. Đây, quay lại cái chữ xa mấy em. Đây, tính yếu tố nguy cơ nè. Rồi thì nghiên cứu quan sát nè. Đó thì ở đây cái độ tin cậy tính theo phần trăm. Ok, nghiên cứu này ha, đủ cắt ngang rồi, cái cột dọc của nó mấy em phải, ở đây mấy em phải sửa ha, cái cột dọc nè ha, để mình cho giống cái bảng của mình đó, thì mình nó phải là cái cột ngang, yếu tố nguy cơ phải là cột ngang, tình trạng bệnh tật hay khỏe nó phải là cột dọc tội lợi, và cái kết quả nó ra tỷ số phần trăm đây như 95%. Nhóm phơi nhiễm ví dụ như mỡ máu cao, còn cái nhóm không phơi nhiễm mỡ máu bình thường. Rồi trong cái nhóm phơi nhiễm ở đây là 51 người bệnh bị mắc bệnh nè, đây là 371 người không bị mắc bệnh, nhóm mỡ máu thấp thì có 16 người bị mắc bệnh nha. Thường đó là 438, tôi bấm ra đây, đây 376, đây tỷ số 376. Còn nếu mà chúng ta tính theo cái tỷ số tỷ lệ hiện mắc này cũng giống như là cái nguy cơ tương đối với RR vậy đó, thì mấy em nhấp vô đây thì nó sẽ hiện ra 3,4 lần. Đây 3,4296, mình làm tròn 3,4 lần đó. Và ở đây tôi muốn nhắc mấy em luôn một điều, cái khác biệt này có ý nghĩa gì mà thống kê không? Mấy em thấy ở đây nó báo cho mình nè, khác biệt này có ý nghĩa gì mà thống kê nè, đây nè. Ha. Khác biệt này có ý nghĩa gì mà thống kê giữa cái người có mỡ máu cao và người có mỡ máu thấp đó, đây nè, như tính theo cái odds ratio cũng là đây nè, khác biệt có ý nghĩa thống kê. Bây giờ để tôi xử lý thống kê luôn ha, mấy con số này mấy em nhớ ha, nhớ ha, rồi tôi nhập vô để tôi xử lý thống kê coi nó ra con số mấy. Chắc chắn rằng mình đã chọn cái độ tin cậy 95%, chắc chắn con số này nó sẽ nhỏ hơn 0,05. Đây nè, tôi bấm là chữ star xử lý thống kê luôn nè. Đây dùng chi que test nè ha.
cái cột dọc của mình là sức khỏe ha, sức khỏe bệnh sức khỏe đó ha, cột ngang của mình là mỡ máu đó, đây còn 95% nè, đây là bệnh nè, đây là khỏe nè, đây cái mỡ máu này cao nè, đây mỡ máu là bình thường nè, đây người có bệnh là 51, người không bệnh em học thống kê là gọi là âm dương đó, 371, đây người có bệnh là 16, người không bệnh là 438. Kết quả rồi giá trị này nhỏ hơn 0.001, nên nhớ cái giá trị B này mình đã chọn cái độ tin cậy là 95% rồi, thì cái giá trị B này nó phải nhỏ hơn hoặc bằng 0.05 thì khác biệt mới có ý nghĩa về mặt thống kê ha, nên ở đây nó cũng nói nè, năng suất mỡ máu này là có ý nghĩa về mặt thống kê vậy đó, thay vì mình tính xử lý thống kê bằng mini tab rồi mình xảy vô phụ lục đây, mấy em có thể copy mấy này mấy em nhét vô phụ lục, đó là xử lý thống kê của mình nhanh gọn lẹ ha, về tập mấy cái này đi. Tốt con này để tôi quay lại cái bảng này. Đó. Có ý nghĩa thống kê với B nãy mình mới xử lý thống kê ra đó, nó nhỏ hơn 0.001, nên nhớ giá trị D không bao giờ là bằng không ha, bởi vì chúng ta không có bao giờ có độ tin cậy 100% hết đó, nên mấy em ở đây mấy em có thể kết luận là người có mỡ máu cao có nguy cơ RR đó, nguy cơ tương đối đó, mắc bệnh mạch vành này cao gấp 3,4 lần so với người có mỡ máu bình thường, và sự khác biệt này có ý nghĩa gì mà thống kê với giá trị D là bằng bao nhiêu đó mà mới xử lý thống kê cái đó. Còn ở đây là mình tính theo OR thì OR lúc nào cũng cùng cái con số này, thì OR lúc nào nó cũng lớn hơn so với cái tính RR hoặc BR. Rồi tiếp tục bài bài, bài, bài toán, ví dụ như người ta câu cái tỷ lệ hiện mắt nè, tính BR, người ta đi khảo sát 400 người mẹ nè, coi trong quá trình mang thai đó nè, nếu mà có nhậu đó, nó có ảnh hưởng tới cái đứa bé nó bị nhạy cân hay không, nhạy cân hay không, thì người ta thấy rằng trong cái nhóm 324 bà mẹ mà lúc mang thai đó có nhậu, thì trong đó có 64 đứa bé nó nhảy cân, và trong 166 bà mẹ mang thai mà không có nhậu đó, thì cũng có 36 đứa bé nó nhảy cân đó. Vậy thì người ta muốn biết ha, mấy đứa bé mà nó nhảy cân đó, cái yếu tố mà bà mẹ mình có nhậu nó có ảnh hưởng hay không đó, thì ở đây người ta đây là một cái điều tra cắt ngang, nên người ta tính bằng cái giá trị B BR đó, mà BR với RR cũng tính giống nhau, lấy 64 chia cái người mẹ mà có uống rượu này có nguy cơ nè, lấy 64 chia cho 234 rồi ở dưới là lấy 36 chia cho 166 rồi lấy cái thằng này chia cho thằng này thì nó ra con số là 1,26 lần ha, 1,26 lần
1,26 lần ở đây. Mình muốn biết coi nó có khác biệt có ý nghĩa gì mà thống kê không nha. Để tôi xử lý thống kê luôn cho mấy em, để cho mấy em thêm lần nữa cho mấy em dễ thấy. Đây. Tôi quay trở lại. Ha. Đây nhảy căng nè. Bình thường nè. Đây là không phải mở máu nữa. Đây căng nặng. Dạ, sơ sinh. Sơ sinh. Còn đây. Uống rượu. Khi mang thai. Đó. Rồi. Còn 95%. Đây là nhẹ căng. Đây là BT đi. Vụ mang thai yếu tố nguy cơ là có. Mang thai không có uống rượu là không. Rồi. Em cho vô con số, đây là 64 đứa. 64 đứa bé người mẹ có uống rượu nè. Thì trong đó có 64 đứa nhảy căng. 170 10 em là bình thường. Trong cái nhóm người mẹ không có nhậu nè thì có 36 đứa bé. 36 đứa bé. Nó nhảy căng 130 đứa nó bình thường. Rồi xử lý thống kê coi ra nhiêu. 1.1179 ha. Thì ở đây con số này nó không có ý nghĩa gì mà thống kê nè, không thể khẳng định nè, cannot nè, không có ý nghĩa gì mà thống kê, bởi vì nó lớn hơn 0.05 ha. 0.179 nó lớn 0.05. Đó. Nên ở đây mấy em cũng có thể là cái tỷ lệ mà nhảy căng của cái trẻ mà có mẹ uống rượu khi mang thai đó nó cao gấp 1,26 lần so với cái nhóm trẻ mà có người mẹ không uống rượu trong thời gian mang thai. Tuy nhiên sự khác biệt này không có ý nghĩa gì mà không kê. Với giá trị B bằng 0, phải ha. Một tiếng mấy á. Đó là cái cách để mấy em xử lý thống kê. Mấy em nhớ mấy cái này đó để mấy em coi mấy cái bài tập của tôi đó ha. Chúng ta làm. Rồi bây giờ tôi mới quay lại mấy cái bài tập mà tôi đã gửi cho mấy em hồi nãy. Đây là một cái đề tài thôi, không có vấn đề gì. Đây là một cái đề tài ha, khảo sát đặc điểm dịch tễ bệnh hô hấp của mèo ha, tại bệnh xá thú y trường Đại học Cần Thơ ha. Ở đây thì trong một cái bài nghiên cứu học đó thì ta gồm có bốn nội dung, bốn phần để báo cáo. Thứ nhất là đặt vấn đề để mình giới thiệu cái chủ đề, mình làm những cái gì, đặt được mục tiêu gì. Cái thứ hai nội dung và phương pháp nghiên cứu áp dụng là cái gì. Thứ ba là kết quả và thảo luận. Thứ tư cái lượng đề nghị ha. Ví dụ mình đặt vấn đề ha, do người ta ngày càng nuôi mèo càng nhiều vì thú cưng mà, trong đó mèo bây giờ nó nuôi một số thành phố lớn là mèo nuôi nhiều hơn chó nữa ha. Thì kèm theo đó thì một số những cái bệnh đặc, thì đặc biệt trong đây là cái bệnh do cái con là feline canis virus gây ra ha. Những cái bệnh này đó thì nó xuất hiện nhiều cái triệu chứng lâm sàng trầm trọng trên mèo ở đường hô hấp như là viêm phổi, viêm núi gan, tổn thương lét miệng, hội chứng đi thập khiển ở mèo.
Đó. Vì vậy mình muốn thực hiện cái đề tài này nhằm mục đích là mình xác định đặc điểm dịch tễ của nó ha. Thứ hai, đánh giá số yếu tố nguy cơ của cái bệnh này trên mèo. Đó. Yếu tố nguy cơ ở đây là đánh giá theo OR ha. AR và BR. Đó, nội dung phương pháp, nội dung của mình đó, thời gian mình thực hiện từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2021. Địa điểm mà mình thực hiện tại phòng thí nghiệm bệnh xá thú y thực hành trường Đại học Cần Thơ. Các mẫu mình xét nghiệm cũng tại bệnh xá luôn. Nên đối tượng của mình là mèo mang đến khám và điều trị lần đầu tại bệnh xá thú y, có nghĩa là chúng ta điều tra cắt ngang đó ha. Và hồi cứu lại ha. Đây là một mình sử dụng cái bộ kit test này để mình chẩn đoán cái con virus này, chẩn đoán kháng nguyên nè. Đây là cái phiếu để mình theo dõi bệnh của nó ha. Cái dụng cụ của mình đó, thứ nhất mình có hai nội dung, hai nội dung này sẽ phục vụ cho hai cái mục tiêu của mình. Mục tiêu thứ nhất là mình xác định là điểm dịch tễ, thì cái nội dung của mình là cần phải đi khảo sát. Cái nội dung thứ hai của mình để mình xác định yếu tố nguy cơ thì mình cần phải đi đánh giá nó. Và thường ở đây tôi chỉ đánh giá theo độ tuổi, phương thức nuôi, tình trạng tiêm phòng, bởi vì ba cái yếu tố này khác biệt mới có ý nghĩa mà thống kê. Cái đánh giá nó không khác biệt là có đánh giá. Về nội dung một, mình khảo sát là điểm dịch tễ của bệnh ha, hô hấp trên mèo do con felin carcinoma virus ha. Là điểm dịch tễ của nó đó, thì mình khảo sát cái tỷ lệ mắc bệnh của nó theo tuổi nè, theo giống nè, theo giới tính nè, phương thức nuôi nè, tình trạng tiêm phòng. Thứ hai là mình khảo sát tần suất xuất hiện một số đặc điểm lâm sàng phổ biến trên những con mèo mắc bệnh này. Đầu tiên là ước tính cỡ mẫu. Đây tôi cũng gáp vô công thức mà nãy tôi chỉ với mấy em đó ha. Cũng chỗ cái độ tin cậy là 95% nè, 1,96 nè. Cái tỷ lệ mắc bệnh ở đây là trong nước mình chưa có người nghiên cứu ha. Tôi mới làm lần đầu à. Nên tôi lấy cái số liệu ở cái nước châu Âu nè, của cô Maria này với cộng tác viên là năm 2017, thì cái tỷ lệ mắc bệnh của ta là 9,2%. Tôi gáp vô đây và tôi chọn cái sai số cho phép là 5%, thì tôi ra con số là 129 mẫu cần phải khảo sát, có nghĩa tôi phải khảo sát ít nhất là từ 129 con mèo trở lên rồi. Còn mấy là tôi dùng cái phần mềm để tôi xác định ước tính cỡ mẫu của nó phải đúng vậy không. Đây 95% tổng tổng đàn mèo là không biết, sai số là 9,2% của tỷ lệ mắc bệnh trước đây là 9,2%, sai số cho phép 5%, đây cũng ra 129. Thì cái số mẫu tôi khảo sát tối thiểu là 129 con mèo mang đến bệnh xá thú y, tất nhiên càng nhiều thì càng tốt, càng chính xác. Rồi cái phương pháp nghiên cứu của nội dung một này là phương pháp quan sát mô tả điều tra cắt ngang và sau đó phân tích số liệu à. Phương pháp tiến hành nó thì ta tới mình tìm hiểu bệnh sử, mình khám bệnh, mình ghi thông tin cái tuổi, cái giống, cái giới tính của nó vậy chưa nè, có tiêm phòng hay chưa vậy chưa. Cái hai mình mới khám lâm sàng, cái bước ba mới sẽ sử dụng bộ kit test này để tìm kháng nguyên là cái con virus này. Cái nguyên tắc tìm cái lấy cái, sử dụng bộ kit test này là lấy cái tăm bông, lấy cái dịch ở trong mắt của nó nè, cho vô cái lọ dung dịch nhiệt điểm nè, rút cái dung dịch này ra nhỏ vô cái giếng theo dõi. Thì cái giếng này nó có hai chữ C và chữ T. Chữ C là để coi cái que thử này có hoạt động hay không, nên bắt buộc lúc nào nó cũng phải xuất hiện dịch đỏ chữ C này, nếu không xuất hiện là coi như nó hư. Cái chữ T là cái test, nếu mà nó xuất hiện dịch đỏ chứng tỏ là trong cái mẫu bệnh phẩm nó có con virus này nha. Đây đây trường hợp là nó dương tính, và thời gian mình chờ kết quả là trong vòng từ 10 15 phút, 10 đến 1 phút. Chỉ tiêu theo dõi là tỷ lệ nhiễm bệnh đường hô hấp ở mèo nè, mà tới mình khảo sát đó, tỷ lệ mắc bệnh theo lứa tuổi, theo giống, giới tính, phương thức nuôi, tình trạng tiêm phòng và tần suất xuất hiện triệu chứng lâm sàng đặc trưng của nó. Nội dung hai, chúng tôi khảo sát đánh giá yếu tố nguy cơ theo độ tuổi, phương thức nuôi và tình trạng tiêm phòng nè. Đối tượng là mèo, nó dương tính ở nội dung một. Phương pháp nghiên cứu mình là bệnh chứng, từ nó có bệnh rồi mình mới truy tìm lại có cái độ tuổi, nó độ tuổi nào, lúc ở nhà nó nuôi nhốt có nuôi thả, nó có tiêm phòng hay chưa. Và ở đây tôi sử dụng cái phần mềm là WinAB nha, kể cả phần mềm là VNAB Tool nè, hồi nãy mà tôi nói với em á, phần mềm tiếng Việt á. Và công thức để tính yếu tố nguy cơ đó thì chúng ta biết rồi ha, OR bằng cái tỷ lệ mắc bệnh của cái nhóm phơi nhiễm ha, chia cho tỷ lệ mắc bệnh của nhóm không phơi nhiễm đó.
và diễn giải kết quả này nếu nó bằng một, có nghĩa là yếu tố phơi nhiễm không ảnh hưởng ha đến tỷ lệ mắc bệnh của hai nhóm này. Còn nếu lớn hơn một thì yếu tố phơi nhiễm, yếu tố nguy cơ làm tăng cái tỷ lệ mắc bệnh. Còn nếu nhỏ hơn một, yếu tố nguy cơ nó giảm thì có khi nó lại được bảo vệ. Còn AR này, cái công thức tính đó, thì bằng R1 trừ R0 ha. Để BAR nguy cơ quy chất quần thể đó ha, thì lấy cái nguy cơ tổng nè trừ cho BR0. Mấy cái này đó thì nó còn lu bu lắm, em chưa nắm được đâu. Này để tôi dạy thạc sĩ. Đây, tôi cũng lập bảng 22 ha, nghiên cứu bệnh chứng nè. Đó, bệnh không bệnh nè, ở trên là nhóm phơi nhiễm, nhóm dưới là không phơi nhiễm. Thì mấy con số nè ha. Mấy công thức để tính thôi, không có gì. Và đánh giá yếu tố nguy cơ nè. Đây điều tra bệnh chứng nè. Nha. Để đánh giá tỷ số trên nè. Cái nguy cơ đó thì nó nằm ở hàng hàng ngang. Tình trạng bệnh đó thì nằm ở cục dọc. Đó. Số liệu diễn tả ra bằng tỷ lệ phần trăm. Rồi. Phương pháp xử lý số liệu ở đây nha, sử dụng Excel để nhập số liệu nè. Phần mềm WinDB nè. Để tính toán nè. Kể cả là cái công cụ phân tích dịch tễ bằng tiếng Việt nè. Minitab. Đây kết quả thảo luận. Em coi nè. Đầu tiên là tôi muốn chỉ cho em là so sánh giữa cái gì? Làm cái test lâm sàng. Để so sánh giữa hai phát triển đó đó. Test á. Thì hồi nãy mình biết rồi là mình chỉ khảo sát 100 mấy con à. Nhưng thực tế là trong thời gian thực hiện đề tài, người ta khảo sát tới 471 con lông mèo lận. Được mang tới là miễn nó nhiều hơn là càng tốt. Thì khi mà qua cái khám lâm sàng đó, ha, mình nghi ngờ có 143 con bị mắc bệnh ha. Và 328 con bị mắc bệnh. Tuy nhiên khi mà sử dụng cái kit test á thì nó có 31 con bị bệnh và 440 con không bị bệnh. Vậy thì mình so sánh cái test lâm sàng với cái test này đó. Đó, mình tính theo cái hệ số kappa. Đây nè. Dùng cái phần mềm WinDB nè. Hồi nãy tôi chỉ em rồi đó, nhập cái con số này vô. Nhập đúng vị trí nữa ha. Cái nào dương tính nào âm tính ha. Tại thằng này tôi chỉnh không được. Nên mấy em nhập vô không đúng vị trí thì nó hay lộn đó. Thì chúng ta có được cái hệ số tương quan của nó là 0,265. Nó quá yếu ha, quá yếu. Không thay thế được, có nghĩa là dựa vào cái triệu chứng lâm sàng để khẳng định nó bệnh nó thì nó tương quan nó yếu lắm. Không sử dụng được. Còn nếu mà đánh giá theo độ nhạy, độ đặc hiệu, thì độ nhạy đó được 96,8%, độ đặc hiệu nó được 97,3%. Cái chữ đoán dương tính của nó là 21%, âm tính của nó 99,7%, tỷ lệ mắc bệnh thật của nó 6,6%, tỷ lệ mắc bệnh giả của nó là 30,4%. Đó, thì có gì đâu độ nhạy. Thì mấy em lấy 30, chia cho tổng số con bệnh là 31 nè. Rồi độ đặc hiệu của nó, mấy em lấy 327. À. Chia cho tổng số hai con này nè. Đó. Tôi có để cái bên này để mấy em tính thử, tính tay thử. Giá trị đoán dương tính. Thì trong 30 con, trong nguyên cái nhóm này nè. À. 143 con nè. Trong 143 con mà nó phát hiện dương tính thì chỉ có 3 con bị mắc bệnh thiệt thôi. Còn giá trị đoán âm tính là trong 328 con, 328 con mà nó phát hiện âm tính đó, thì chỉ có 327 con bị mắc, không bị khỏe thôi. Đó. Tỷ lệ mắc bệnh thật thì lấy 31 con này nè, con hấp chuẩn nó cho biết nè, chia cho tổng là 471 con. Tỷ lệ mắc bệnh giả của nó thì lấy cái giá trị dương tính của cái test này nè là 143 con, chia cho 441 thì nó sẽ ra con số này. Đó. Đây là cái bảng đầu tiên nè. Tổng số mèo khảo sát là 471 con, số mèo nghi nhiễm là 143 con. Nè. Số mèo bị mắc bệnh trên cái số mèo khảo sát là có 31 con thì nó chiếm khoảng 6,58%, có nghĩa là tương đương 6,6 á. Còn tỷ lệ mắc bệnh nó này là trên mèo mà nghi ngờ đó thì lấy 31 chia 143 nè thì nó ra là 21,28%. Nó thành ra cái con số người ta cần là con số này. Trên tổng số mèo khảo sát chứ không phải trên tổng số mèo nghi ngờ. Đó nên khi mình lấy mẫu mình trên cái tổng số mèo khảo sát thì nó thấp, nhưng mà trên mình lựa trên con mèo nghi ngờ không thì nó sẽ lớn.
Đó. Rồi bây giờ tôi tính cái đặc điểm dịch tễ nó theo độ tuổi. Nè. Thì mình thấy là nó nhỏ 2 năm tuổi, nó mắc bệnh cao hơn 3 lần. Và sự khác biệt thì có ý nghĩa gì mà thống kê nè. Nhưng giá trị B nó nhỏ, nó bằng 0,002. Trong khi ở đây giá trị B nó chỉ bằng nhỏ hơn và bằng 0,05 là nó có ý nghĩa rồi. Đây tôi xử lý thống kê cho mấy ông coi nè. Đây dùng chi que test nè, nhập vô nè, bệnh khỏe nè, nhỏ 2 năm tuổi là ở trên nè, nguy cơ nằm trên, nguy cơ nằm dưới. Thì nó con gan giá, cái giá trị thống kê nè, thấy không? 0,02 đó. Một tỷ lệ mắc bệnh theo nhóm giống nè, mèo anh với mèo nội thì nó gần tương đương nhau và sự khác biệt thì không có ý nghĩa gì mà thống kê. Nó tới 0,92 lần, trong khi yêu cầu nó phải nhỏ hơn 0 chấm hoặc bằng 0,05. Tương tự theo giới tính được giờ cái thì tỷ lệ mắc bệnh của nó mà giờ con cái nó có hơi cao hơn chút đỉnh hơi xói con đực, nhưng sự khác biệt này cũng không có ý nghĩa gì mà thống kê. Tương tự cái phương thức nuôi, nuôi nhốt và nuôi thả, mà thấy nuôi nhốt nè nó cao gần gấp đôi nuôi thả, thì sự khác biệt này có ý nghĩa gì mà thống kê nè. Mấy em dùng về dùng phần mềm của là dùng cái bài này, dùng phần mềm mấy phần mềm tôi chỉ rồi đó, ước tính từ cỡ mẫu, ước đánh giá từ cái yếu tố, từ cái so sánh giữa hai phương pháp chẩn đoán. Xử lý thống kê luôn coi theo từng cái yếu tố, giờ chưa tiêm vaccine ha, hoặc là tiêm không đủ liều nè, cho tiêm định kỳ nè, thì mình thấy sự khác biệt này cũng có ý nghĩa gì mà thống kê. Ủa, không có ý nghĩa mà thống kê. Lý do ở đây mình lý do để thầy giải thích là cái cỡ mẫu giữa hai cái nhóm này nó không có tương quan. Ví dụ như ở đây 139 con, còn ở đây ha, mình chỉ có 35 con, cái cỡ mẫu giữa hai nhóm chênh lệch quá. Đó. Thì tần suất xuất hiện cái triệu chứng lâm sàng của 31 con dương tính đó. Số những cái triệu chứng lâm sàng như viêm kết mạc, chảy nước mũi nè, viêm miệng, viêm nú nè, các vết ăn mòn trên lử, thì cái này mấy em dựa vô cái kiến thức mình học về cái bệnh của này, nó những cái dấu hiệu lâm sàng nó là cái gì và sắp xếp làm sao từ lớn tới nhỏ, em theo cho tôi qua từ nhỏ tới lớn vậy đó. Đây là một số hình ảnh nè, vết trên lưỡi nè, chảy nước mũi nè, ha, viêm miệng nè. Bây giờ đánh giá yếu tố nguy cơ thì tôi sẽ chọn theo cái độ tuổi ha, trẻ và bệnh nè. Đó thì tôi tính theo cái tỷ số OR nó ra là 4,98 và sự khác biệt có nghĩa mà thống kê nè. Đây áp dụng vô 95% yếu tố nguy cơ là gì, nhỏ 2 năm tuổi ha, không có nguy cơ lớn 2 năm tuổi. Đây nè số ca bệnh nè, số ca không bệnh nè đó. Rồi xử lý thống kê đây là nó báo là có ý nghĩa gì mà thống kê nè, thấy không, giá trị là 4,978 nè, làm tròn là 4,498 và sự khác biệt này có ý nghĩa gì mà thống kê. Tương tự với nuôi thả với nuôi nhốt đó thì nó cũng ra là 4,35 là, và sự khác biệt này cũng có ý nghĩa gì mà thống kê. Nuôi thả nó mắc bệnh cao hơn nuôi nhốt gấp 4,35 lần đó, đây là 4,3475 nè, làm tròn là 4,35 nè. Thì sự khác biệt này có ý nghĩa nè. Mà cái xử lý thống kê này mình xử lý rồi. Đó. Độ tuổi cũng vậy. Ha. Đó. Xử lý thống kê nè. Khác biệt có ý nghĩa mà thống kê là 0,03 nè. Tình trạng tim hồng. Đó. Mặc dù nè, nó cao hơn yếu tố mà chưa tiêm phòng và tiêm phòng định kỳ nó cao hơn gấp 3,26 lần, tuy nhiên sự khác biệt này lại không có ý nghĩa mà thống kê. Có thể mình giải thích là do cơ mẫu giữa hai nhóm nó chưa có tương đồng. Đây nè, nó báo luôn cái chữ màu đỏ này không có ý nghĩa lắm về mặt thống kê này, mặc dù có sự chênh lệch của nó tới 3,26 lần đó. Không, xử lý thống kê nó cũng ra lớn hơn 0,05 nè, phải nhỏ hơn và bằng 0,05, cái này nó 0,055 ấy rồi đó. Mấy cái tính mấy kia rồi mấy em thôi khỏi khỏi tính đi, cái này nó còn lu bu lắm. Kết luận ha, kết luận cái đề tài đó, tỷ lệ mắc bệnh của nó là trên 6,58 trên tổng mèo khảo sát và 21,68% trên mèo nghi ngờ. Các yếu tố nguy cơ như là tỷ lệ mắc bệnh nó phụ thuộc vào độ tuổi, phương thức nuôi ha,
tỷ lệ bệnh trên mèo nó không phụ thuộc vào giống nè, giới tính và tình trạng tiêm phòng. Kết quả mình vậy đó. Rồi, đề nghị cần thực hiện số mẫu lớn hơn, nhiều địa điểm hơn để cho kết quả toàn diện mà dịch tễ, nghiên cứu những cái biến đổi bên tích đại thể, vi thể, đặc biệt là đặc điểm di truyền của chủng virus đang gây bệnh, đang lưu hành so với cái chủng vaccine mình sử dụng nè. Đó, có thể mình cho tài liệu tham khảo. Rồi, bây giờ trước mắt thì bao nhiêu đây ha? Mấy phần mềm mà tôi cũng chỉ cho mấy em hết trơn rồi. Các bạn chịu khó về gán dẫn dụng phần mềm này và đọc lại cái kiến thức, những cái khái niệm cơ bản về dịch tễ mà tôi đã dẫn em rồi. Còn thi đó thì mình sẽ thi thi thì chắc chắn mình sẽ thi là trắc nghiệm ha. Trắc nghiệm. Còn cái đề thi ha. Thì tôi cũng đã trong cái phần trong cái tôi cũng đưa cho mấy em hết trơn trong kia rồi. Trong cái phần ôn tập dịch tễ nè. Đề thi đáp án nó sẽ nằm trong đây, trong mấy chục câu trong đây. Tất nhiên là về cái số liệu tính toán có thể tôi sẽ điều chỉnh chút định. Nè. Đó. Thì mấy em về chịu khó mà đọc. Nha. Rồi cái tính toán ở đây tôi sẽ thay đổi cái số liệu của nó, mình coi mình tính có tại sao tôi chọn đúng là mấy em chọn sai. Vậy được chưa? Alo. Dạ. Dạ. Đây nè. Tôi chỉ cho để bà về là lục về cái này nè, nó nằm ở trong cái bài đó. Cái tên của nó dịch tễ học và đáp án. Ghê chưa? Đó, chẳng hạn từ câu 1 nè, đối tượng nghiên cứu dịch tễ học thú y bao gồm A. thú bệnh, B. thuốc không bị bệnh, C. cả thuốc và thuốc không bị bệnh, D. không phải cái đối tượng trên, thì câu đúng là cái câu C, để mình khảo sát cả con không bị bệnh và con bệnh luôn. Để mai mốt mình chia làm hai nhóm đó. Đó, còn một số những cái tính toán ở đây. Ha. Số những cái tính toán như tỷ lệ nhiễm, tỷ lệ mắc nè. Ha. Về mình coi là tại sao tôi đã tính ra con số này, tôi chọn câu C là 25%. Đó. Rồi đồ đặc hiệu đồ nhảy rồi nè, ha. Chỉ em hết trơn rồi. Về chịu khó mình coi lại. À, có một số câu mà tôi tô đỏ đó là tôi không tôi sẽ bỏ. Ha. Em muốn đọc thì đọc. Mấy câu mà tôi tô đỏ tôi sẽ bỏ. Về số liệu đây tôi sẽ có điều chỉnh ha. Nhớ cái tên này ha. Nó nằm ở trong cái đường link mà tôi đã gửi cho mấy em hết trơn rồi đó ha. Dịch tễ học và đáp án. Cái file của nó tên là ôn tập ha, trắc nghiệm dịch tễ học. Rồi vậy được chưa quý vị? Dạ được thầy ơi. Dạ được thầy. Rồi vậy thì ai hỏi vaccine cho heo gì vậy? Vaccine ở heo thì lợi mấy ông thú y đó, mấy cửa hàng thú y thiếu gì, còn mấy lợi mấy chạm thú y. Còn vaccine dịch tễ heo châu Phi thì vừa rồi ở Việt Nam là có hai công ty nó đã được phép lưu hành vào tháng 7 rồi, nhất là công ty Nabecco nó cũng mời tôi đi dự rồi, vừa rồi là công ty Abax nó cũng mới tổ chức, cũng mời bữa 17, 18 tháng 11 là đi ra biển hồ cái gì ở trên Bà Rịa Vũng Tàu đó, mà tôi luôn tôi tổ chức 20 tháng 1 nên tôi không có đi, tôi chỉ đi giữ cái hội thảo nó tại Tiền Giang thôi. Rồi vậy có gì ha, thôi chia tay ha. Mà chừng nào bí thì hỏi ra thông tin nhân giúp. Dạ. Dạ dạ. Cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy. Dạ. Cảm ơn thầy. Quan trọng là tính được cỡ mẫu, độ nhảy, yếu tố nguy cơ và cái bí nhất của mấy ông là xử lý thống kê đó. Kể cả tôi cũng bí thống kê luôn mà tới bây giờ từ lúc tôi biết phần mềm này là tôi xử lý ào ào đó. 5 phút cái gì? 1 phút là gá cho.
Rồi ok. Bữa nay bữa cuối rồi đó thầy. Rồi cuối được rồi. Chứ học 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 nữa học máu à. Mấy ông không học máu tôi cũng học máu à. Ha. Vấn đề mà học mà gì có ôm không? Để vận dụng được hay không? Chứ học hoài mà mình không vận dụng nó gì cho nên mình cũng bỏ quên chưa. Vậy bây giờ nó biết được cái tính toán rồi đó. Ha. Biết được cách cách mình tính toán rồi đó, nhất là về xử lý thống kê nè, đánh giá yếu tố nguy cơ nè, mấy bài tập tôi cho đó. Còn mấy cái bài giảng nó cũng có sẵn trên đó, làm thử. Dễ gì ha. Thôi bye bye ạ. Dạ, chào thầy. Chúc Chào thầy thầy. sẵn ạ. Rồi, chào quý vị. Cơm cái.